chương 1 Gặp người giảng tiếng người Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không một mặt trời chói chang nhô lên cao Chói mắt ánh mặt trời xuyên qua rậm rạp cành lá Đem vạn vật chiếu ấm áp dào dạt Nhất đạo nhân ảnh chính thư thư phục phục nằm trên mặt đất Cầm trên tay một viên màu đỏ sậm hạt châu Lớn lớn nhỏ nhỏ mầm tinh cùng nấm tinh tinh quay chung quanh nàng Một cái tiểu nấm hương theo chúng nấm trung tể xuất ra ánh mắt thẳng trành trành nhìn chầm chầm kia hạt châu, nói chuyện nhuyễn nhuyễn. Cố ý, ngươi cầm trên tay là cái gì a? À? Nghe được hắn xưng hô, cố ý thân thủ ở hắn nắm bạo thượng dùng sức bắn ra, nói. Nói với các ngươi bao nhiêu lần, không thể bảo ta tên đầy đủ, muốn bảo ta tỷ tỷ. Tiểu nấm hương bẹt bẹt miệng, theo sau lại đưa ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói. Cố ý tỷ tỷ, ngươi này hạt châu vốn định dùng để làm châu thoa sao? vẫn là dùng để làm vòng tai a. À. Một khắc chu tiểu mầm đẩy ra nó, vương hắn tiểu diệp tử, hỏi. Cố ý tỷ tỷ, có thể nhường ta sờ một chút sao? Cố ý khóe miệng khẽ nhất, ánh mắt thủy đặt ở hạt châu thượng, thuận miệng nói. Ngu ngốc, ta này hạt châu, cố ý, đem này nọ giao ra đây. Vang vọng tiếng nói ở khu rừng gian vang lên, chấn kinh rồi phi điểu. Trên mặt thần sắc nháy mắt bị nghiêm túc thay thế được, đem hạt châu tàn tiến trong tay áo, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Toàn bộ cho ta lùi về trong đất. Tỷ tỷ còn có thể rồi trở về. Dứt lời, hai chân ở không trung họa vòng mượn lực dựng lên, đứng nghiêm sau, nàng lập tức giống chạy trối chết bàn hướng tương phản phương hướng chạy tới. 36 kế, đi vì thượng kế. Cứng đối cứng. Đùa. Nói đến này trốn chạy công phu, nàng dám nhận thứ hai, thật đúng không ai dám nhận thứ nhất. Chẳng qua, không nghĩ tới người nọ cũng không sai, đều chạy một khắc chung, người nọ cư nhiên còn tại nàng phía sau, quay đầu nàng nhất định cho hắn cái thứ ba. Cố ý, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đầu óc có tật xấu A, ngốc tử tài đứng ngoan ngoãn bị bắt, bổn tiểu thư cũng không không cùng ngươi này đần độn nhân sĩ ngoạn đâu. Trên đùi động tác nhanh hơn, nhưng là hai người khoảng cách vẫn là không có trên diện rộng độ kéo ra làm sao bây giờ đâu có tiếng sương lâm nơi đó địa hình phức tạp hơn nửa bộ dạng tất cả đều là ngàn năm cổ thụ thân cây thô to thích hợp ẩn thân vạn nhất vận khí tốt đụng tới cái thụ động quả thực là trên trời chiếu cố nghĩ đến giải quyết biện pháp sau cố ý dưới chân phương hướng vừa chuyển mất mạng dường như hướng sương lâm chạy đi tưởng bỏ ra ta không có dễ dàng như vậy người nọ gắt gao đi theo cố ý mặt sau hắn dùng lực nhảy, năm ngón tay thành câu trạng, tính toán theo chỗ cao bắt giữ nàng, nhưng là tiếp theo thuấn hắn lại chổng vó, nằm trên mặt đất, động cũng động không được. Đụng vào hắn cái gì? Giang nan đứng lên, bốn phía nào có bán cá nhân ảnh. Căm giận hướng thổ thượng chuyển đi. Đáng giận, nhưng nàng trốn thoát. Bên kia sương, cố ý chạy chạy phát hiện mặt sau giống như không có người sau, nàng tùy tiện tuyển khỏa hợp mắt duyên thụ, tứ chi cùng sử dụng ôm lấy nó tráng kiện thân cây, vương nửa cái đầu đến, ánh mắt cốt trượt đi chuyển. Giống như bỏ ra. Nới tay chân, nhậm chính mình theo chỗ cao hạ xuống. Bên này cảnh giống cùng vừa mới bên kia lượt có bất đồng, nơi này đại thụ bàn căng, thổ những thượng tất cả đều là chi chít ma mật thô rễ cây, cho nên rơi xuống đất khi, xoay đến. Phanh một tiếng ném tới thượng, bình thường dưới tình huống đương nhiên hội kiểm tra trên người bản thân có hay không bị thương cái gì nhưng là cố ý cũng không phải là cái gì người bình thường ta hạt châu đâu đây chính là mất nàng cửu ngưu nhị hỗ lực tài trộn đến nàng còn chưa có nghiên cứu ra đây là cái gì ngoạn ý đến đâu sốt ruột hướng bốn phía nhìn lại lá cây đôi trung lộ ra thản nhiên hồng quang một chút hấp dẫn ánh mắt của nàng tại sao có thể như vậy hỏng bét cố ý có thể nói là phi thân bổ nhào qua ra sức vương đầu ngón tay hướng kia hạt châu tới gần tối nhưng vẫn còn kém một chút hắn nải nải cứng rắn thương thủ đoạn trơ mắt xem kia khỏa hạt châu lấy cực nhanh rót vào rễ cây bên trong trước mặt này khỏa đại thụ nháy mắt giống được đến vĩ đại lực lượng dường như hồng quang dọc theo thụ văn lộ lộ ra a à, thình lình xảy ra cường quang nhường nàng nhịn không được thân thủ trắng mắt qua không biết bao lâu bốn phía làm như trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng chậm rãi buông xuống tay, khiếp mắt, thật cẩn thận hướng chung quanh nhìn lại. Một thân cây, hai cây, tam cây cố ý, đừng nhìn, theo ta một cái có thể nói chuyện. ngẩng đầu lên, vừa mới còn hảo hảo trên thân cây, nay chiếu ra một trương nhân mặt, quỷ dị vô cùng. Ngươi là làm sao mà biết tên của ta? Vừa người nọ không phải như vậy gọi ngươi sao? Tại đây cái linh khí bốn phía đại lục, sở hữu này nọ đều có khả năng tu luyện thành tinh, cho nên cho dù nhìn đến này khuôn mặt, nàng cũng không có quá lớn kinh ngạc, có ngược lại là phẫn nộ. Đứng lên, triệt khởi ống tay áo, huy quyền dùng sức hướng tới kia trương khuôn mặt tươi cười tấu đi, nàng mắng. Thối thụ tinh, ngươi này vương bác đảng, ăn cắp bổn tiểu thư nỗ lực thành quả, mau đưa này nọ nhổ ra. Thịnh thịnh quyền phong ở khoảng cách kia mặt không đủ một phần chỗ bị đỡ, nàng nắm tay vô pháp lại đi tới một phần, cũng vô pháp lui về phía sau, cứ như vậy ở giữa không trung ngưng. Trên cây kia trương vừa mới còn mang theo ý cười mặt nháy mắt biến hóa, thứ nhất, đó là ngươi trộn đến đi, thứ hai, kia vốn liền là của ta này nọ, ngươi có thể đi vào chỗ này cũng là của ta gợi ý, nay vật quy nguyên chủ, lại bình thường bất quá, thứ ba, vốn ta còn tưởng cho ngươi điểm thưởng cho, nhưng là ngươi này biểu hiện, nhưng ta phi thường không vừa lòng. Nói xong lời cuối cùng nhất tự khi, đột nhiên thu hồi lực lượng cùng lúc đó đem cố ý huy đi ra ngoài phía sau lưng đầu tiên là đánh lên khác một thân cây can tiện đà bắn ngược đến thượng quỳ rạp trên mặt đất hai tay dùng sức chống đỡ đứng dậy máu tươi từ khóe miệng chảy ra nàng đây là gặp phải người nào bất quá có cái mãnh liệt nhận thức nàng biết gặp phải không người dễ trêu chọc nghìn năm qua trải qua nhưng nàng học xong lui một bước trời cao biển rộng này đạo lý gặp người giảng tiếng người, gặp quỷ gặp quỷ nói. Lao đi khóe môi huyết, nàng thay một trương khuôn mặt tươi cười, thử thăm dò hướng kia thụ đi đến. Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi còn tưởng thật. Ta nhìn ngươi khí vũ hiên ngang, phạm vi mười dặm cũng không có so với ngươi càng thô càng tráng càng soái thụ. Hơn nữa ngươi không chỉ bộ dạng xoái, vẫn là thực lực phái A. Xem ngươi hiện tại này lãnh khóc mặt, thật sự là không biết mê đảo bao nhiêu nữ thụ yêu ca ngợi trong lời nói dòng chảy bàn tự nhiên theo cố ý miệng chảy ra, xem kia mặt dần dần khôi phục ý cười, trong lòng nàng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Ngươi này miệng nhưng là thảo mừng đến thực. Cố ý xoa xoa trên mặt bụi, lộ ra một mụn bạch nha cười nói. Đúng vậy đúng vậy, rất nhiều người đều như vậy khen ta. Thụ tinh xem mặt nàng, nói. Ngươi nha thực bạch. Còn không đãi cố ý nói tiếp, hắn lại tiếp tục nói. Nhìn lầm rồi, đó là bởi vì ngươi làng da hắc. Quy, không mang theo ngươi như vậy tổn hại nhân. Không chỉ hắc, còn ải. Chật chật chật, trừ bỏ ải ở ngoài, còn béo. Cuối cùng, vẫn là túng hóa một cái. Nghe được lời hắn nói ngữ, cố ý tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng nàng lại khởi cầm, trên mặt cho dù gắn đầy bùng, vẫn khả nhìn xuất thần thái tỏa sáng, nàng một tay xoa thắt lưng, bất mãn hô. Quy, ta là nấm hương tinh, đông. Nấm. Tinh. Phiền toái ngươi hiểu biết một chút. Thủ hướng tùy tiện hướng bốn phía chỉ đi, nàng hỏi ngược lại. Ngươi xem qua thế nào khỏa nấm hương làn da không phải thâm sắc? Thế nào khỏa nấm hương bộ dạng cao? Thế nào khỏa nấm hương không phải mập mạp? Hơn nữa ta này không gọi túng, kêu kẻ thức thời trang tuấn kịp. ta không nói như vậy, ta đã sớm bị hái đi xào rau, sao có thể giống như bây giờ tu thành ngàn năm nhân tinh, ở trong này cùng ngươi vô nghĩa nhất đống lớn. Nghe xong nàng phản bác, Thủ Tinh nở nụ cười vài tiếng, ngữ khí mang theo nghi hoặc hỏi. "Ta đây muốn hỏi một chút ngươi, kia đến cùng là ai mỗi ngày ngủ tiền đều sẽ quỳ trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía trước thương hứa ba cái nguyện vọng." "Như ta nhớ không lầm trong lời nói, cái thứ nhất nguyện vọng là muốn trở nên bạch bạch hoạt hoạt, thứ hai là hy vọng thân hình trở nên thon dài cùng gầy, thứ ba" còn lại là muốn ôm cái tráng kiện đùi cố ý kinh ngạc cầm đều muốn rơi xuống nàng lắp bắp hỏi ngươi ngươi là làm sao mà biết được ta không chỉ có biết còn có thể trợ ngươi giúp một tay trợ nàng giúp một tay nàng nghe ra hắn trong lời nói không bình thường ý tứ nàng che trước ngực quần áo chậm rãi lui về sau đi hỏi ngươi đến cùng tưởng đối ta làm gì này trên đời này không có miễn phí cơm trưa này đạo lý nàng vẫn là biết." Thụ Tinh thu hồi ý cười, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hắn nói: "Nói như thế nào, vẫn là cảm tạ ngươi trợ ta trùng sinh, ta người này thưởng phạt rõ ràng, tự nhiên hội thỏa mãn ngươi, ngủ đi, đứa nhỏ." Theo Tử Tâm hạ xuống, cố ý chỉ cảm thấy trong thiên địa làm như cho trong nháy mắt đột biến ảm đạm thất sắc, nàng cảm giác thân thể của chính mình nhất thời mất đi lực lượng, trong đầu hỗn thành một đoàn, trước mắt một mảnh hôn ám không tự chủ được hôn đã ngủ Thủ tinh vương buồn tẻ chặt cây lật coi chính mình thủ theo sau hắn tháng nhiên nói thực xấu a à, thế nào có thể như vậy xấu đâu còn trước đây hảo xem hơn lại bạch lại nộn nhưng vẫn là thích xinh đẹp gì đó thôi tốt xấu là sống lại chặt cây mũi nhọn kết xuất một cái lực lượng thuần túy quả cầu đỏ một lát quả cầu đỏ nhanh chóng phóng đại nhẹ nhàng một điều khi Cầu liền hướng cố ý phương hướng bay đi, tới gần bên người nàng khi, vòng vo mấy vòng, sau đó làm như mở ra huyết bàn mồm to dường như, một ngụm đem nàng bao vây trong đó. Ân, xem cái kia ở quan đoàn lý vô ý thức dãy dụ nhân, còn có từng trận thân y ngâm kêu trên thanh truyền ra, Thủ Tinh Nhịn không được lại lộ ra một cái tươi cười, thẳng đến người ở bên trong yên tĩnh xuống dưới, không còn có gì phản ứng. Hắn mới chậm rãi nói. Cố ý a, à, ngươi muốn ta đã thay ngươi thực hiện. Kinh thở dài một hơi, hướng thiên thượng nhìn lại, ánh mắt của hắn làm như có thể mặc thấu cành lá như vậy, nhìn đến bát ngát bầu trời, cánh môi khẽ mở. Như vậy ta nghĩ muốn, ai có thể giúp ta thực hiện đâu? Tác giả có chuyện muốn nói. Cúi đầu so với tâm, thích tiểu đáng yêu cất chứa một chút đi đừng bị này dọa chạy, thực ngọt. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Ông đùi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 02 Ông đùi không hai thật choáng ván Cái kia tử thụ tinh, thật sự là quái tinh một quả, này bút trướng nàng cố ý nhớ kỹ Tay chân cho ta nhanh nhẹn một điểm, một viên trần đều không cần nhường ta nhìn thấy, chủ tử nhanh muốn trở về Là Đều nói mau một chút Là Chủ tử còn không đãi nàng tế tư nàng cảm nhận được có hai tay hướng trên người bản thân sờ đến ai 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 đang sờ nàng nàng nhưng là một cái dưa chuột khuê nữ tứ lạng bạc thiên cân dường như hai tay không ngừng loạn huy nhưng là nhậm nàng thế nào lộn xộn vẫn là không sờ lên nhậm hà đông tây hoặc là nói là tay nàng xuyên qua người khác thủ cái kia phá này nọ đem nàng ném tới chỗ nào đi cao thấp mi mắt giống như bị đồ thượng tương hồ niêm quá chặt chẽ nàng dùng sức lặng lẽ vài lần ánh mắt, lại thủy chung vô pháp mở ra. Thế giới một mảnh hắc ám, không biết, nhưng nàng cảm thấy có chút lo sợ, bất quá này lo sợ trung còn mang điểm hưng phấn cùng chờ mong. Trì hoãn một lát sau, hai tay hướng tứ phương sờ soạn, xúc tua chỗ tơ lụa vô cùng, đầu ngón tay chung quanh dao động, dưới thân nằm địa phương nhuyễn miên miên. Nàng ở địa phương nào? Mất đi rồi thị giác, thính giác giống như hơn sâu sắc, nhĩ sao khẽ nhúc nhích, nàng có thể nghe ra đại khái có năm nhân đang ở hướng nơi này đi tới. Tháp, tháp, tháp. Dừng, đứng ở ngoài cửa. Cung nên chủ tử. Người nói chuyện là vừa vặn kia dáng vóc. Ân, lui ra đi. Thanh âm hơi trầm thấp, có thể nghe ra giữa có lệ. Xem ra hắn chính là cái kia chủ tử, cũng là chủ nhân nơi này thôi. Phanh, cửa phòng bị nhẹ nhàng quan thượng cố ý hết sức chăm chú nghe người nọ hành động. Hắn ngồi xuống. Hắn ở uống trà. Hắn đang nhìn thư. Không biết bao lâu sau, cố ý cảm giác chính mình sắp ngủ thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe được hắn đứng lên, hơn nữa ở hướng chính mình phương hướng đi tới. Khốn ý tốc tốc tiêu tán, nàng ngồi dậy, thân mình hướng tới người nọ, cảnh tích chờ hắn đã đến. Tất tất tốt tốt thanh âm truyền vào nhĩ liêm, rất xa liền cảm nhận được người nọ hơi thở, hắn cách chính mình càng ngày càng gần. Dây lát, cố ý cảm nhận được một bàn tay thân tiến vào, đem cái gì đẩy ra dường như. Tại đây nháy mắt, kia tầng dính mi mắt gì đó giống như đột nhiên biến mất dường như, vô báo động trước gặp lại quang minh. Nàng nhìn đến cái thứ nhất cảnh tượng là, một cái nam tử đang ở hướng nàng phương hướng đổ đến, một cái mặt cách chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Kế tiếp phát sinh này một màn thật sâu kích thích ánh mắt nàng, cố ý lăng lăng xem hắn đẹp mắt cánh môi thực đạm thực đạm phấn mỏng manh nay chính mân thành một cái tuyến sinh ra một cái kỳ quái ý tưởng nàng tưởng không biết là cái gì tư vị đâu thế gian trung tốt đẹp nhất chuyện đừng quá mức chính mình ảo tưởng thành thực hai môi tướng tiếp cố ý còn không kịp khiếp sợ người kia đã xuyên thấu thân thể của nàng thẳng tắp nằm ở trên giường cố ý theo bản năng sờ sờ chính mình bên tai hồng thấu thôi phục hồi tinh thần lại, này một màn so với vừa mới kia một màn càng thêm nhường nàng kinh ngạc. Nàng phát hiện thân thể của chính mình gần như trong suốt, thực đạm, thực đạm, đạm giống như nhất xúc tức tán dường như. Vừa mới người kia nay đang theo thân thể của nàng trọng điệp đứng lên, nhưng là hắn cũng không có phát hiện, hắn cứ như vậy mặt triều giường, hai đấm nắm chặt, không bình tĩnh nằm. Hoàng cố tứ chu bài trí, nhìn như ngắn gọn, kỳ thực thượng các có lai lịch liền ngay cả kia trương cái bàn, cũng là từ vạn năm tùng một chế thành, từng trận linh khí từ giữa tràn ra. Bất quá nàng hiện tại không có gì nhàn hạ thoải mái đến thưởng thức, nàng phát hiện, chính mình hiện tại thân ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Không chỉ có như chút, còn ngồi ở xa lạ giường. Dưới thân còn có một xa lạ nam nhân. Nhưng lại là một cái không có mặc áo, lõa trên thân nam nhân. Này nam thế nào có thể như vậy? Này cũng quá tùy tiện thôi. Nếu điều kiện cho phép trong lời nói, cố ý thật đúng tưởng đem kia nam đá văn, hơn nữa lấy thượng một trương đại chăn đưa hắn cuốn lấy. Vật đổi sao dời, đạo đức không có. Nhưng tỷ tỷ ta giáo dạy hắn thế nào làm người. Đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nàng thử thăm dò hướng kia nam nhân thân thể sờ soạn, không có gì bất ngờ xảy ra, xuyên qua. A. À, chứng thực chính mình vớ vẫn ý tưởng sợ tới mức nàng nhịn không được kinh hô một tiếng đầu ngón tay khẽ rung phát hiện chính mình thất thố sau nàng vội vã che miệng mình nhưng là thần kỳ là không chỉ có ngoài cửa thủ nhân không có nghe đến liền ngay cả này cùng nàng gần trong gan tất nam nhân cũng không có nghe thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi sau vô cùng sợ hãi dũng đi lên bởi vì không ai có thể nghe được nàng nói chuyện như vậy hiện tại nàng đến cùng là một cái thế nào tồn tại là tinh là nhân vẫn là quỷ chậm rãi chuyển khai thân mình thối lui đến mép giường cố ý từ trong lòng lo sợ chỗ này nàng không nghĩ đãi ở trong này hai chân rơi xuống đất thân mình mặc hướng sự kế sạp phương hướng lại sau này đi đến nhưng là chân tài chuyển nửa bước nàng liền bắt nó thả lại tại chỗ bởi vì nàng phát hiện chính mình thân thể hình dáng nhân này hành động trở nên càng thêm mơ hồ càng đạm đạm cơ hồ nhìn không tới rũ xuống rèm mắt cấp tư, dây lát, nàng hướng trên giường đi đến. Không như ý ngoại, tứ chi hình dáng lại hồi phục nguyên trạng, trở nên cùng vừa mới như vậy bình thường. Chẳng lẽ nói, nàng không thể rời đi này nam nhân. Không đối. Nàng vừa tới khi, người này còn không ở, cho nên nói, nàng không ly khai, nếu không chính là này giường, nếu không chính là này trên giường mổ dạng này nọ. Vội vã chứng minh ý nghĩ của chính mình, nàng có thể nói là phốc đi lên giường như, một chút lại dừng ở trên giường, đi đến nam tử bên người, trong lòng kêu chính mình đừng hướng hắn lỏa trên lưng phiêu, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn lại. Qua oa oa, đổ tam giác dáng người, kiên cố lưng cơ, hoàng mỹ thân thể đường cong. Dùng sức đánh chính mình đầu một chút. Bệnh thần kinh A, chính mình đến cùng đang làm sao, chạy nhanh làm đứng đắn sự. Phục hồi tinh thần lại, một chút màu trắng vải dệt hấp dẫn ánh mắt của nàng nhưng nam tử đè nặng một khối màu trắng y bố cố ý chỉ có thể nhìn đến nhất tiểu giác không biết là trên trời chiếu cố vẫn là cố ý vận khí tốt cái kia nam tử lăn một vòng tròn lăn đến giường bên kia đi như vậy vừa vặn cố ý có thể cẩn thận đánh giá này vải dệt bất quá như cố ý có thể trọng đến nhất lần nàng tình nguyện chính mình không xem qua thứ này này khối màu trắng vải dệt nhiều xem liếc mắt một cái thần sắc của nàng liền khó coi một phần, này. Này bố không? Không phải là. Thân thủ hướng nó trên người sờ soạn, mắt hoặc xúc cảm để lộ ra này vải dệt thượng thừa, mặt khác, này bản hình vô luận tả kháng hữu kháng thượng xem hạ xem đổ xem, đều không hề trì hoãn vạch, đây là áo lót A. Hơn nữa càng làm cho nàng tuyệt vọng là, ở nàng thủ gặp phải này ngoạn ý khi, nàng có thể minh xác cảm nhận được trong thân thể của chính mình lực lượng có cực mỏng manh tăng trưởng nàng đặt mông ngồi ở áo lót mặt trên, cả người lập tức thoải mái hơn. Trầm mặt một lát sau, nàng xoay người nằm ở áo lót mặt trên, trong lòng hô: trời ạ à lỗ, không thể nào, không phải lớn như vậy chỉnh cổ đi. Càng tới gần này quần áo, nàng trong cơ thể lực lượng liền càng thịnh. Kỳ thật cũng không có nhiều thịnh, chẳng qua không cần thất mà thôi. Thì phải là nói, nàng kế tiếp ngày đều phải cùng này áo lót một khối đợi a. À giờ phút này cố ý còn chưa có ý thức được, khoa trương điểm bà nói, nàng mệnh cùng áo lót mệnh là cùng tồn tại. Ảm đạm thần thương, này, cốt đẹp, một khắc, bị một cái không tốt tiếng động đánh gãy. Cố ý, còn không mau điểm cảm ơn ta. Bị vây bi thương trạng thái cố ý ở nghe thế thanh âm sau, lập tức trở nên tức giận đằng đằng. Tử thụ yêu. Phẫn nộ ngẩng đầu lên, nàng hô. Ngươi này chỉ tử thụ yêu, ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan đánh chết ngươi. Đứng lên đánh nhau tư thế một chút, nhất cổ lực lượng vô hình theo thượng xuống đem nàng áp hồi trên giường, nga không, là áo lót thượng. Ngươi tỉnh điểm khí lực đi, hiện tại ngươi, bất quá là một luồng hồn mà thôi, cách này vật dẫn, ngươi khả sống không quá bán chén trà nhỏ. Nghe được thụ tinh thanh âm, nàng tức giận làm như tìm cái nhất lối ra giường như, tuy là nàng động không được, nhưng là nàng vẫn là có thể mắng chửi người. Ngươi này chỉ tử yêu tinh, đem ta biến thành này tử dạng làm chi? Không có trực tiếp hồi nàng vấn đề, hắn hỏi. Ngươi có phải hay không muốn trở nên không công hoặc hoặc sao? Cố ý không tự giác nói tiếp. Đúng vậy. Được đến vừa lòng đáp án, hắn nói. Ngươi nhìn một cái này quần áo, bạch không bạch. Quả thực bạch sáng lên, bạch tỏa sáng, bạch yêu mắt đều phải lượng mù. Lại nhìn này vải dệt, vừa ngươi đều sờ qua thôi có phải hay không hoặc không lưu thủ, nhất sờ lên nghiện, đụng đến luyến tiếc thu tay lại, thầm nghĩ đụng đến sinh mệnh cuối đâu. Ngươi, ngươi đừng vội nói chuyện, hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi có phải hay không muốn trở nên càng gầy, cũng có một thon dài hảo dáng người. Là lại như thế nào? Giọng nói của nàng đỉnh sung nói. Thụ tinh đã đến nàng lời này, hắn cười nói. Ngươi xem này quần áo bản hình thật tốt xem a, à, trung gian áp dụng sữa thắt lưng xử lý, hoàng mỹ dáng vừa người thể, nhưng lại là siêu bạc đính chế, mặt cùng không có mặt dường như, hô, nhất thổi, khả năng liền thổi không có, có phải hay không cùng nguyện vọng của ngươi hoàn toàn tương xứng. Lúc này cố ý cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu đều biết 10 vạn chỉ quả đen xoay quanh, nhưng lại kéo nàng một đầu quả đen thỉ. Ngươi cái này gọi là già mồm ác lẽ phải. Nàng tức giận, ở thụ tinh xem ra, cũng là vừa lòng đến không được kích động. Hắn lại lại nói ngươi cuối cùng cái kia nguyện vọng, không phải là muốn ôm đùi, tìm cái cường mà hữu lực dựa vào sơn sao. Cố ý đã bị tức không nghĩ nói chuyện, một đôi thủy linh mắt to tràn đầy bất mãn, lồng ngực phập phồng, dùng sức nhường chính mình bình tĩnh. Ngươi xem hắn. Lường người kia liếc mắt một cái, nàng nghĩ thầm. Ngủ cùng lợn chết giống nhau, bất quá, coi như có vài phần tư sắc. Nhìn đến cố ý đem ánh mắt đặt ở người nọ trên người, thụ tinh ngữ khí trở nên nghiêm cẩn đứng lên. Ninh Nhất Lan, ma tộc nhị điện hạ. Hắn, chính là ngươi muôn ôm đùi. Tác giả có chuyện muốn nói. Đùi xuất ra tiểu đáng yêu muốn thích chúng ta đùi A. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 Tắm rửa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 03 tắm rửa không ba ta đi ngươi cả nhà nghe được tên này cố ý nhịn không được nói câu thô tục nga ta cả nhà thừa ta một cái thụ tinh không gọi là nói cố ý nghiến răng nghiến lợi nói đây là ninh nhất lan a ngươi nha không biết người này có bao nhiêu đáng sợ sao này đùi ta không ôm ta phải về nhà thụ tinh thản nhiên trả lời biết ma tộc thị huyết tướng quân cuộc đời không hề đánh bại mặt khác làm người hỉ nộ vô thường, tính cách hay thay đổi, hôm nay có thể đem ngươi phủng trên trời, ngày mai có thể đem ngươi năm ngựa xé xác, là ma tộc lý số một nhân vật, không người dám chọc, bất quá, ngươi đổi cái góc độ tưởng, có hắn, ngươi nói ngươi xuất môn kéo không phong cách. Này đùi có phải hay không cự thô? Lúc này cố ý, thực có thể nói là khóc không ra nước mắt, nàng tuyệt vọng nói. Thật là cảm ơn ngươi cả nhà, bất quá này thật sự thái thái thô ân, vừa lòng là tốt rồi, ta đi trước, khi nào thì tái xuất hiện, xem ta tâm tình, tái kiến. Đi một chút đi, cấp lão nương lăng. Trước khi đi cho ngươi điểm tiểu phúc lợi đi. Lăng. Thâm hô hít sâu, buộc chính mình nhận này hoang đường chuyện thực. Đột nhiên, cố ý cảm nhận được một đạo tầm mắt như có như không dừng ở trên người bản thân, nàng thiểu mị mị quay đầu đi, phát hiện cái kia vốn ngủ đắc tượng lợn chết nhân, chỉ nay chính trận tròn mắt, hướng nàng phương hướng xem ra cố ý đầu tiên là liền phát hoảng nhưng là một lát nàng vươn tay đến ở ninh nhất lang trước mặt quơ quơ không có chút phản ứng xác nhận hắn không thấy mình sao lá gan của nàng trở nên lớn một điểm nghĩ chính mình trước mặt nhân là cái kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật đại ma vương giống như có chút tiểu hưng phấn nếu hắn biết chính mình trên giường hơn một người khả năng so với chính mình càng kinh ngạc đi dù sao hẳn là chưa từng có nhân trèo lên qua hắn giường đi nàng nhưng là cái thứ nhất nha lá gan đột nhiên đại lên cuối người đến hai tay nâng cầm một đôi mắt trác cũng không mang trác xem mặt hắn trong lòng có cổ kỳ quái xúc động thúc đẩy nàng vươn tay đến đầu ngón tay nhẹ nhàng gặp phải mặt hắn thế nào có chút bất đồng lần này không có mặt qua mặt hắn là chân chân thực thực đụng phải nàng còn có thể cảm nhận được trên mặt hắn làn da xúc cảm cẩn thận quan kháng ninh nhất lan phản ứng hắn giống như chuyện gì đều không biết đây là thù yêu cấp phúc lợi ân còn đi chính mình phúc tư một tiếng bật cười có một cảm giác giống như chính mình đem này đại ma vương đùa bỡn cho cổ trưởng dường như giỏi quá chẳng qua trên trời giống như tùy thời tùy chỗ ở quan sát ngươi dường như nó luôn có biện pháp cho ngươi tại tâm tình tốt nhất thời điểm, đem ngươi một chút đánh hồi đáy cốc. Cố ý sở dĩ chờ ra này hiểu được, là vì Ninh Nhất Lan muốn mặc quần áo. Hơn nữa hắn còn vươn tay chạm vào nàng. Không đối, là chạm vào nàng dưới thân kia kiện áo lót. Xem hắn muốn đem quần áo hướng chính mình phương hướng kéo, cố ý biết chính mình không thể rời đi kia quần áo, dưới tình thế cấp bách, nàng tay chân cùng sử dụng giống con bạch tuột bình thường theo sau lưng một phen cuốn lấy Ninh Nhất Lan. Hiện tại, hoặc nhìn thật giống như Ninh Nhất Lan lưng trụ nàng dường như. Trong lòng kỳ thật đỉnh không yên, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng khác phái dựa vào như vậy gần. Ninh Nhất Lan không thích người khác hầu hạ, bởi vậy hắn đều là chính mình mặc quần áo hệ mang, nhất kiện kiện sim y xuyên qua cố ý thân thể. Không chỉ chốc lát nữa, hắn liền đã mặc xong hắn lại ngồi ở gương đồng trước mặt, ở trong gương, cố ý không thấy mình, chỉ có Ninh Nhất Lan một người. Hắn yên tĩnh thay chính mình thúc phát, hắn thích đem một nửa tóc vãn khởi, dùng quan thúc thành, còn lại một nửa tắc phi ở sau người. Sợi tóc ở cố ý trên mặt lao qua, ngứa. Trong gương Ninh Nhất Lan không có gì biểu cảm, hắn lặng lặng ngồi, mắt nhìn phía trước, cố tình không có một rơi xuống đất điểm. Cố ý đầu đặt ở trên vai hắn, xem hắn sườn nhang một lát, hắn lại đứng lên. Cố ý chạy nhanh điều chỉnh tốt tư thế, nhưng hắn lưng chính mình. Chủ tử tưởng muốn đi đâu đâu. Ngoài cửa hai gã thị vệ nhìn đến Ninh Nhất Lan xuất ra, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này điểm không phải luôn luôn đều là chủ tử ngủ trưa thời gian đến sao. Thế nào đột nhiên tỉnh? Đi binh doanh nhìn xem. Là. Binh doanh. Xích, ha, Ninh Nhất Lan đứng lại mái công phía trên, quanh thân sức nặng từ mũi chân kia nhất tiểu chỗ nâng. Bán hiếp mắt, đi xuống phương nhìn lại, cố ý lại chạy nhanh đem ánh mắt nhắm lại, ôm chặt hơn nữa. Không hổ là nhị điện hạ A, đứng ở cao như vậy còn không sợ ngã chết. Hắn khám thị phía dưới huấn luyện binh lính, không nói một câu. Khi hai cái thị vệ tự nhiên là không dám quấy rầy, cúi đầu đứng sau lưng hắn. Nhận lời. Đột nhiên, hắn mở miệng nói. Ở bên người cái kia tương đối lớn tuổi thị vệ lập tức lên tiếng trả lời cái kia cái kia cái kia này ba người đều cho ta trừ bỏ là làm như một trận gió phất qua nhận lời là xong vô tung tích không hỏi nguyên do phục tùng mệnh lệnh này là bọn hắn lâu dài tới nay sở học hội hơn nửa khắc trong tâm cảm cố ý không biết hắn vì sao muốn làm như vậy nhưng là nàng không có năng lực đi làm thiệp huống chi nàng không muốn can thiệp ý tứ nhàn sự đừng lý, là bảo toàn chính mình tốt nhất phương pháp, trừ phi ngươi đứng lại quyền lực mũi nhọn, bằng không chính là không công chịu chết. Đồng ý. Được rồi. Ninh Nhất Lan đột nhiên thiển thiển cười, ngữ khí đột nhiên trở nên kinh mau đứng lên, nói. Đi, chúng ta đi ngoạn. Đi chơi. Cố ý thật đúng đuổi không kịp hắn não đường về, vừa mới còn giết mấy nhân, không chỉ chốc lát nữa, lại đột nhiên họa phong biến đổi, nói muốn đi chơi tiếp theo thuấn ninh nhất lan mũi chân dùng sức cất bước dựng lên a à, hắn lại tới nữa ở hắn trên lưng cố ý chỉ cảm thấy phúc trong bụng ngủ hải bốc lên dục phun vô môn đầu chán ván não trướng nhanh không biết thiên địa là cái gì duy nhất một cái ý niệm muốn ôm chặt hắn không nhường hắn đem chính mình lỗ mãn người tới a à, hắn siêu tốc mau đưa hắn ngăn lại ở cố ý cảm giác chính mình tiếp qua một cái chớp mắt sẽ hôi phi yên diệt khi, Ninh Nhất Lan rốt cục ngừng lại. Nhưng là đang nhìn thanh chung quanh hoàn cảnh sau, cố ý tưởng. Nàng vẫn là ngất xỉu đi tương đối hảo. Khi chỉ hạt tử tinh so với nàng đại hơn 10 lần đi. Khi con chuột tinh thức ăn không sai a, à, bộ dạng so với kia hạt tử còn muốn lớn hơn gấp 2. Cái kia xà tinh thân hình cũng quá thô rất tăng lên đi, không phải kia thụ tán cây đại, nàng thật đúng nhìn không ra này thân cây đã bị nó cuốn một điểm đều nhìn không thấy như vậy địa phương quỷ quái thật sự thích hợp ngoạn sao ngươi hứng thú thật đúng là đặc biệt chủ tử hôm nay muốn ngoạn cái gì ninh nhất lan một bộ nghiêm cẩn suy xét trạng nếu không phải cố ý biết hắn tới nơi này mục đích còn tưởng rằng hắn ở suy xét cái gì mưu lược nhất nén hương vì ước vạn năm cuồng thảo ai tìm được ai thắng đồng ý vừa nghe lập tức kêu trên khắp nơi dường như, chủ tử, khi ngoạn ý từ cái gì trong coi, ngươi cũng không phải không biết. Không đổ trong lời nói, trở về tẩy nhà xí đi. Trảm đinh tiệp thiết ngữ khí. Đồng ý tính tình cùng nhận lời bất đồng, hắn cá tính trương, nhận lời trầm ổn, bởi vậy, ở tình hình chung dưới, nhận lời đều là phụ trách hành động, mà hắn còn lại là đi theo ninh nhất lan bên người. Ai a à, ta nhưng là siêu cấp tưởng đổ, chủ tử, nhanh chút, Đến đây đi, tay của ta đã cơ khát khó nhịn, ở kêu gào nhường chúng nó mở ra sở trường. Đi rồi. Dứt lời, ninh xoay tròn thân dựng lên, ở giữa không trung còn nhân tiện ở con chuột tinh trên đầu thải một cước. Ninh nhất, ngươi ghê tẩm không ghê tẩm. Nàng chân thiếu chút nữa đụng tới kia chỉ béo con chuột. Sau đó, hắn lại ở xà tinh trên người sườn thải nhất chân, mượn này thay đổi trái phương hướng. Nương A, nàng cánh tay đụng tới xà da nàng muốn rửa tay. Rửa tay. Kế tiếp, Ninh Nhất Lan mỗi làm một cái động kiện, nàng đều sẽ bị sợ tới mức ô qua kêu to. Nàng cảm thấy chính mình cách chết vào tâm huyết tắt máu ngày, không xa. Khoảng cách, Ninh Nhất rốt cục ngừng lại. Cố ý tựa vào trên vai hắn, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Nàng khẽ nâng đôi mắt, nhìn đến hắn đứng ở một cái tối đen một mảnh trong sơn động. Không thể nào, bằng nàng nhiều năm xem thoại bản kinh nghiệm, Phương diện này chuẩn không có gì thứ tốt. A, à, hắn chân động. A, à, hắn sẽ không là muốn vào đi thôi. A, à, hắn thật sự đi vào. Nàng không mắt thấy. Một đầu chôn ở trên vai hắn, nàng lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Bất quá cho dù nhìn không thấy, nàng vẫn là có thể cảm nhận được hắn động tác, còn có bên cạnh thú loại rít gào. Mau đưa nàng màn tay chấn mặt. Thứ mạng a, này quỷ ngày khi nào thì mới đến đầu? nàng không dám nhìn, nàng dám đánh đổ một cái nấm hương, nàng nhìn sau, sẽ là nàng nấm sinh tối hắc ám thời khắc. Bên tai truyền đến mổ thú thê lương tiếng kêu thảm thiết, cố ý biết đây là yêu thú gần chết khi phát ra cuối cùng một tiếng. Dây lát, quanh mình trở nên yên tĩnh vô cùng. Chủ tử, chúng ta còn chưa tới, ngươi liền đem hộ thú cấp giết. Không mang theo như vậy khi dễ nhân. Ngoài động truyền đến đồng ý thanh âm cố ý cảm nhận được Ninh Nhất Lan nâng bước hướng ngoài động đi đến. Luôn luôn thấp đầu rốt cục dám hơi hơi nâng lên, ánh mắt hướng trên mặt của hắn liếc đi. Tuy rằng không có tận mắt đến, nhưng là vừa vặn kịch liệt còn nhường nàng lòng còn sợ hãi. Nhưng là, người này thế nào liên căng tóc ti đều không loạn. Ninh Nhất Lan liếc mắt nhìn hắn, nói. Không chỉ có vết, Thảo cũng tới tay. Đồng ý bẹp bẹp miệng, bất mãn nói. Chủ tử, về sau không cùng ngươi chơi. Ngươi dám. Hắn lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười, khoát tay, nói. Đùa mà thôi, chủ tử ngươi sẽ không là tin chưa? Đi. Giọng nói vừa, cái loại này siêu tốc cảm giác lại lại đến. Cố ý bị hắn kinh công biến thành đầu mơ màng, bỗng nhiên nghe được hắn lại bổ một câu, lời này nhường nàng nháy mắt thanh tỉnh lại, hồi đi tắm. Cái gì? Tắm rửa đó không phải là vừa muốn cởi áo. Tác giả có chuyện muốn nói. tất chứa một cái đi. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Tâm ngứa khó nhịn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 04 Tâm ngứa khó nhịn không khí trời hơi tự thùng trung phiêu khởi, bốc lên lượng lờ, phản phất ở phòng trong vây thượng một tầng sa mỏng, Ninh Nhất Lan mua bàn tay nhẹ nhàng đặt ở thủy thượng, cảm thụ được nó độ ấm. Ân, ừ, có thể. Tiếp, cố ý không mong muốn nhất nhìn đến sự tình sắp sửa phát sinh. Ninh Nhất Lan bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Cố ý dùng sức phát trên vai hắn, lung tung hô. Ngươi 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 kỳ thật thực, thực sạch sẽ, không phải là vừa đánh tràn giá thôi, ngươi xem ngươi hãng đều không ra, tắm rửa này đó hư gì đó, ngươi không cần làm tùng dây lưng thủ cho ta thu hồi đến không cần lại xả quần áo của ngươi đừng nửa thoát lại thoát muốn thoát không có ngươi dừng tay a à. nàng sốt ruột ninh nhất lan một điểm đều không có cảm nhận được hắn trái lại tự đem sim y rút đi làm hắn đem cố ý ký thân áo lót cởi ra đến ném tới một bên bình phong phía trên khi cố ý cũng lập tức ở không trung xoay người gần như đồng thời cùng kia áo lót một khối dừng ở bình phong phía trên cả người giống chiếc khấu bình thường khoác lên bình phong phía trên vốn định lấy thắt lưng làm chống đỡ điểm nhưng là tiếp theo thuấn nàng cả người theo bình phong trung xuyên qua sinh sôi chụp dừng ở lại xuyên qua bất quá hoàn hảo cách áo lót không xa cố ý thở dài may mắn nàng thân thủ nhanh nhẹn bằng không mệnh tử đều không có xem ra trừ bỏ ninh nhất lang cùng hắn áo lót ở ngoài tạm thời nàng vẫn là chạm vào không lên nhậm hà đông tây chạy nhanh theo thượng bò lên, hơn phân nửa cái thân mình tựa vào bình phong phía trên, hai tay khoác lên áo lót phía trên, một đôi sáng người hữu thần mắt to chung quanh loạn phiêu. Này thoáng nhìn, vừa khéo nhìn đến Mỹ Nam nhập dục một màn, nhất thời đem nàng sợ tới mức hồi phục nguyên trạng, vội vàng bả đầu lui ở bình phong mặt sau, trang làm sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng là cố ý vô tình thể lộng mặt nước thanh âm, vẫn là ái muội truyền vào nàng trong tai. Người này tắm rửa liền tắm rửa đa dạng thế nào nhiều như vậy. Càng nghe càng tâm ngứa khó nhịn. Nội tâm xuất hiện một cái tiểu ý tưởng, nàng thiểu mị mị xem liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái, xem xong liền cúi đầu, cam đoan không nhiều lắm xem, nàng đơn phương tuyên bố Ninh Nhất Lan đồng ý. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Bên môi quải giảo hoạt ý cười, hưng trí bừng bừng ngẩng đầu lên, lộ ra một cái sáng người hữu thần mắt to. Ninh Nhất Lan dựa vào ngồi ở bể góc hai tay tùy ý khoác lên hai sườn một đầu mặt phát phi ở bên cạnh ao hắn vi hơi ngửa đầu đẹp mắt ánh mắt bế lên hơi ở trên mặt hắn ngưng tụ thành giọt nước mưa theo mặt hắn bộ đường cong chảy xuống ai a à, hắn hầu kết rất nghĩ sờ một chút không tự giác nuốt nước miếng cố ý càng xem càng đầu nhập nếu không phải nàng không thể rời đi này phá áo lót nàng thật đúng tưởng để sát vào một chút tục ngữ có nói gần thủy ban công xem mỹ nam Tuy rằng nàng không thể rời đi áo lót, nhưng là vòng đến trước tấm bình phong mặt, phía sau lưng kề sát bình phong áo phục, như vậy vẫn là có thể. Phó chư hành động sau, cố ý không khỏi cảm thán. Này phong cảnh đẹp mắt hơn. Ninh Nhất Lan làm như có chút nhàm chán, hướng trong nước thổi một hơi. Một đạo mê ngươi rồng nước cuốn lặng yên sinh thành, tự trong nước dựng lên, dây lát, liền ở hắn trưởng gian mặt hắn đùa bỡn, nhẹ nhàng đẩy, đem thông qua, Nhậm nó ở trong phòng nơi nơi lưu lai lưu cứ tốc độ cực nhanh, còn kiêu ngạo ở cố ý trong thân thể xuyên qua. Qua này Ninh Nhất Lan làm cái gì, thiếu chút nữa hồ chết nàng. Hướng hắn phương hướng đầu đi ánh mắt phát hiện hắn đã ở tự bản thân phương hướng xem ra. Trải qua mấy lần thử, nàng thực xác nhận hắn là nhìn đến bản thân, chẳng qua mỗi khi hắn triều chính mình phương hướng đến khi nàng vẫn là hội cảm thấy có chút hoảng hốt. Đặc biệt hắn tắm rửa thời kỳ. Cho dù biết hắn không thấy mình, nàng vẫn là cảm thấy thập phần xấu hổ. Dù sao nàng vừa mới ở nhìn lén hắn tắm rửa a. À. Ngón tay dạo ở cùng nhau, cúi đầu, trong lòng mặt niệm. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc làm trí hôn, hôn trước mắt đột nhiên hơn một cái bóng ma, thông thả ngẩng đầu lên. Lọc vào trong tầm mắt là một đôi bàn chân, tiện đà là cẳng chân, sau đó là đùi, lại tiếp là sắc y sói. Nói là nàng không thể lại hướng lên trên nhìn, lại nhìn muốn tẩy mắt, bất quá gột rửa cũng không ngại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, bất chấp cái gì tẩy không tẩy mắt vấn đề, nàng sốt ruột hướng bốn phía nhìn lại, tìm giống nhau này nọ. May mắn, liền ở bên mình. Xê dịch thân thể, hướng bên trái chuyển một cái thân vị, cảm thụ được chính mình trong cơ thể linh lực. Không có biến hóa. Dây lát, nàng vừa mới dựa vào kia đôi quần áo bẩn bị hắn ném tới một bên giàn giáo đi. Liên quan kia kiện áo lót. Xem chính mình hiện tại dáng cái này áo lót, nàng ý tưởng lại trở thành sự thật. Vừa mới xem Ninh Nhất Lan tắm rửa xong thời điểm, nàng bỗng nhiên nhớ tới nào có nhân tắm rửa xong còn có thể mặc quần áo cũ, khẳng định mặc tân. Nếu nàng tiếp tục nương nhờ tại đây kiện cũ áo lót thường, khẳng định sẽ bị ném tới bất tri bất giác chỗ nào đi bởi vậy nàng thử kia một khắc kiện áo lót trên người dựa vào phát hiện không có gì không khỏe phản ứng thật đúng có thể hiện tại nàng lại đã biết nhiều một việc kia chỉ cần là ninh nhất lan áo lót đều có thể trở thành nàng vật dẫn xem ra là này vật liệu may mặc vấn đề như vậy đổi một cái phương hướng tưởng nếu khác tương đối bình thường vật phẩm thượng đồng dạng có này không biết tên vật chất nàng có phải hay không có thể không cần lại cùng này áo lót buộc ở cùng nhau này thật sự là rất chấn vấn nhân tâm. Bất quá, cố ý biết cho dù nàng có thể đổi mới vật dẫn, làm nàng hiện tại thân ở vật dẫn biến mất, mà nàng lại không có kịp thời tìm được tân vật dẫn trong lời nói, nàng vẫn là sẽ chết. Hơn nữa trên trời cho tới bây giờ đều là không theo nhân nguyện. Ách, y trước mắt chứng kiến, nàng vẫn là ngoan ngoãn cùng này ngoạn ý đãi ở một khối. Mặt khác, ở nàng tưởng này đó thời điểm. Ninh Nhất Lan đã mặc xong, mà nàng cũng bò lại hắn trên lưng hắn lại tính toán đến đâu rồi nhi đâu lần này rất nhanh nàng chỉ biết đáp án ăn cơm ninh nhất lan không thương món ăn mặn bởi vậy một bàn thượng phô đều là thức ăn chay cho người bình thường xem ra khả năng hội là nghĩ như vậy nhị điện hạ thật sự là cần kiệm quản gia chúng ta muốn coi đây là tấm gương nhưng cố ý sắc mặt tắt không phải rất hảo bởi vì này trong đồ ăn mặc có bao nhiêu nấm nấm hương, hành bảo nấm, tú chân nấm 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 như vậy đáng yêu. Thế nào có thể ăn nấm nấm? Ninh Nhất Lan mỗi một động tác, theo cố ý, đều là tà ác vô cùng, giống như hắn hiện tại chính vương ma trảo, đưa hắn chiếc đũa hướng kia bàn nấm hương tới sát, động tác không mang theo một tia chậm chạp đem nó một phen giáp khởi, bỏ vào trong miệng, có tiết tấu ăn. Theo mặt bên xem hắn trắng cơ hơi hơi động, cố ý cảm thấy chính mình đau quá, giống như bị ăn là chính nàng giống nhau cô lỗ một tiếng, hắn nuốt xuống đi. Không nhìn không nhìn, đáng sợ, lại làm khởi rùa đen rút đầu, bả đầu chôn ở ninh nhất lan hỏng vai thượng. Bữa này cơm kế tiếp, nàng cả người giống bị bất chút thời gian khí lực dường như, ốm yếu ghé vào trên vai hắn. Ở vô hạn dày vò trung, cố ý cuối cùng sống quá bữa này cơm. Một ngày này, thật sự có thể nói là nhiều vẻ nhiều thải, cố ý thậm chí cảm thấy giống như qua 100 năm dường như. Cơm chiều qua đi, Ninh Nhất Lan đi một cái phòng tối, lẳng lặng dựa vào ngồi ở ghế tựa, nhận lời cùng đồng ý đứng lại hắn hai sườn. Cố ý đứng sau lưng Ninh Nhất Lan, hai tay vòng hắn cổ, nhiều có hưng trí nhìn chầm chầm trước mặt những người này. Mười hai người, ba người nhất liệt, tổng cộng tứ liệt, đều cục xuống đầu, hai tay nắm tay phóng tại bên người. Này này, chẳng lẽ là thập nhị thần nhân? Nhưng là thần bình thường tồn tại a? về bọn họ truyền thuyết khả hơn, cái gì ngày đi vạn lý, phi thiên độn, nơi nào lợi hại liền hướng nơi nào nói. Nghe nói, một cái liền đủ để đem thế gian này làm ầm ĩ vừa lật, như thập nhị cái đồng thời xúc động, nói là đem thế gian này bị giết, cũng là có khả năng. Hiện tại, cư nhiên đều ở nàng trước mặt, quả thực chính là hành hương cảm giác. Hơn nữa, triều này trận thế, bọn họ hình như là ninh nhất lan thuộc hạ. Khi thụ tinh cho nàng tìm đùi, thật là tráng kiện vô cùng. Buông chén trà, Ninh Nhất Lan ánh mắt nhìn như ở mọi người trên mặt tùy ý nhất lưu, mỗi người cũng không tự giác bả đầu đè thấp một phần. Trầm mặt một lát sau, hắn nói. Như thế nào, các ngươi đều không mặt mũi gặp người là đi, gặp ta còn muốn mang mặt nạ, đều cho ta thoát. Cuối cùng nhất tự nhìn như không hề phân lượng, nhưng là tất cả mọi người không khỏi thét lớn một tiếng. Mọi người đem trên mặt mặt nạ hái đi, ném tới một bên đi. Quả thật là vật học theo loài, nhân lấy đàn phân, đẹp mắt nhân đều tụ ở cùng nhau. Bất quá nhường cố ý cảm thấy chấn nhạ là, nguyên lai kia thập nhị thần nhân, bộ dạng chẳng phải như trong truyền thuyết theo như lời, cái gì mấy chỉ mắt, vài cái cái mũi, ngược lại là thanh thanh tú tú, hoặc nhìn, niên kỹ giống như chỉ so với nàng lớn một chút mà thôi. Quả nhiên là người khác gia đứa nhỏ dậy. Cố ý cách hắn gần nhất, biết hắn vừa mới khu động linh lực nhưng này liên đầu ngón tay đều không động không thể nào một tá thập nhị lợi hại như vậy nửa tháng sau là phụ hoàng sinh nhật các ngươi nói nên đưa hắn cái gì lễ vật hảo đâu lễ hỏi vật bọn họ làm sao có thể biết đâu bọn họ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh mà thôi nghĩ nghĩ đành phải nói hết thảy nghe theo chủ tử phân phụ thở dài một tiếng Ninh Nhất Lan có chút thất vọng nói: Lần này nhưng là phụ hoàng ba vạn tuổi đại thọ, lễ vật phân lượng nhất định phải trọng, các ngươi nói đúng không đối? Đối. Tiếp đó là một vòng đáng kể trầm mặc, tay phải đặt ở ỉ đem thường, đầu ngón tay gõ ra quỷ dị thanh âm. Đát, đát, đát. ở đây nhân tâm lý đều có điểm lo sợ, nhưng đồng thời lại có chút nhảy nhót, xem ra vừa muốn can đại sự. Qua không biết bao lâu trên tay hắn động tác ngừng lại hắn nói ta tưởng tốt lắm thập nhị ám vệ trung đứng tiền trước nhất trung gian người nọ cúi đầu hỏi không biết chủ tử nghĩ tới cái gì ninh nhất lan không có lập tức trả lời hắn chính là nói ta mệt mỏi nghe vậy bọn họ lập tức tách ra lục lục tướng đứng trung gian lưu ra một cái đủ để cất chứa ba người thông qua hành lang ninh nhất lan đạp vững bước từ từ về phía trước mà nhận lời cùng đồng ý tắt sau lưng hắn, vẫn duy trì một cái thích hợp khoảng cách, hai người sống vai đi theo. Trước mắt môn sắp quan thượng, Minh Nhất Lan còn chưa nói ra hắn phân hô, thập nhị thần nhân đều có điểm nghi hoặc. Chủ tử đến cùng muốn làm chi a? À? Mỗi lần đều như vậy, thế nào cũng phải làm cho bọn họ cấp đến không được, phải biết rằng hoàn thành không xong chủ tử cấp nhiệm vụ, hậu quả khả là phi thường nghiêm trọng. Bất quá, làm chỉ còn một đạo khâu thời điểm. Ninh Nhất Lan rút cục thân thủ để ở môn, thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cánh môi mấy khai mấy hợp, nói ra hắn sáng sớm tưởng hảo muốn đưa lễ vật, tan tử chi đau. Tác giả có chuyện muốn nói. Hướng độc giả nhóm so với cái đại tâm. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Ngươi hôn sự Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 05 Ngươi hôn sự không năm một câu, tan tử chi đau, nhưng ở đây sợ có người đều trầm mặt xuống dưới. Cố ý ánh mắt không nhúc nhích nhìn thẳng ninh nhất lan sườn nhang. Không có biểu cảm gì, nàng cái gì đều nhìn không ra đến. Sớm chỉ biết ma tộc bên trong cạnh tranh kịch liệt, các hoàng tử trong lúc đó hàng năm tranh đấu gay gắt, người thắng làm vua, người thua làm giặc như vậy sự tình, chẳng có gì lạ. Nhưng, đây là nàng lần đầu tiên như vậy tiếp cận hắc ám. Hắc ám, tự hồ so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn làm nhân tâm kinh, hoặc là chung có một ngày, nàng cũng sẽ bị hắc ám cắn nuốt. Nghĩ lại nhất tưởng, tính thượng ninh nhất lan, ma tộc tổng cộng năm hoàng tử. Cố ý khả không biết là này, tử tan là ninh nhất lan chính mình, như vậy đến cùng sẽ là người nào? Rất nhanh, hắn liền cấp ra đáp án. Nhìn ra thập nhị thần nhân nghi hoặc, nhận lời đi lên nửa bước, hỏi. Chủ tử, thỉnh hỏi cái này, tử là chỉ vị ấy. Ninh Nhất Lan xoay người nâng bước rời đi, lưu lại một câu, Ninh Tịch. Tứ Hoàng Tử. Giờ hợi, nhiều sầu là lúc. Tẩm điện nội. Ninh Nhất Lan nghỉ ngơi luôn luôn quy luật, nếu là thường lui tới, này canh giờ hắn dĩ nhiên đi vào giấc ngủ. Đăng như thường quan thượng, phòng trong ô tắc đèn hỏa, giường mạng dĩ nhiên cuối lạc, mà hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mặt, phía sau lưng đỉnh thẳng tắp, ánh mắt quật cường không chịu nhắm lại không biết xem hướng phương nào lại hoặc là giờ khắc này lý hắn cái gì đều không có xem cố ý quỳ nằm sấp sau lưng hắn hai tay hoàng hắn cổ lẳng lặng xem hắn nàng tưởng hắn thật là thực thích ngẩng người a nằm sấp thân mình truyền đến hơi hơi động tĩnh, cuối mâu vừa thấy người này lại ở cởi áo một ngày thoát ba lần hắn đến cùng là có cỡ nào không thích mặc quần áo a hơn nữa hắn này cởi áo tốc độ cũng quá lớn đi nhưng lại đam mê đem quần áo ném thượng bất quá vài cái trong nháy mắt hắn thoát chỉ còn kiện áo lót xem người này quỳ gối trên giường đem chăn dương khai cố ý đột nhiên nghĩ đến một cái thực nghiêm trọng vấn đề thì phải là nàng đêm nay ngủ thế nào không đối kỳ thật nàng không có nhiều lắm lựa chọn nếu không chính là theo mặt bên sườn ôm ninh nhất bế nếu không chính là nằm sấp đến hắn trên người dù sao đều phải dán hắn. Tuy rằng ban ngày một ngày đều bắt tại hắn trên người, nhưng là này cùng ngủ khi là bất đồng, phải biết rằng nơi này liền bọn họ hai người, này này nàng không dám a. À. Quay đầu nhìn chầm chầm thượng bị ném nhiều nếp nhăn quần áo, cố ý tưởng, nàng vẫn là bị ném xuống đất rất tốt đi. Ở Ninh Nhất Lan nằm đến trên giường thời điểm, nàng trùng trùng thở dài, tiện đà một cái cất bước, khóa ngồi ở hắn bên hông, xoa thắt lưng chọn mi nhìn dưới thân người nọ. Chết thì chết đi. Dây lát, nàng cúi người đến, ghé vào hắn trước ngực. Nằm sấp trong lời nói, cùng áo lót tiếp xúc mặt càng quản, có lợi thể xác và tinh thần khỏe mạnh lâu dài phát triển, còn có tự thân lực lượng tăng trưởng. Lão nương liền cố mà làm đi. Một lát sau, Cố Ý phát hiện như vậy góc độ nhìn hắn, hắn giống như càng đẹp mắt. Thong dài lông mi run nhẹ nhẹ, Cố Ý nghĩ rằng một người nam nhân lông mi dài như vậy dài làm chi? Vương tay đến, hướng nơi đó tới sát. Quên đi. Ta lâu. Ngủ ngủ. Lỗ tai kề sát ở hắn lồng ngực thượng, hữu lực ngực thiển thiển phập phồng, tránh ra tránh ra, tiếng tim đập truyền đến, giống yên giấc khúc như vậy mê người đi vào giấc mộng. Sau nửa canh giờ, Ninh Nhất Lan đột nhiên mở to mắt, trên người không có chút động tác, hắn hướng bốn phía nhìn một vòng, tiếp lại nhắm mắt lại đi lúc này đây, đêm dài mạnh khỏe, vừa cảm giác đến bình minh. Sáng sớm, gió lạnh trung mang điểm ẩm ý, được không thích ý. Trong ốc đột nhiên đinh một tiếng, nhưng cố ý trong nháy mắt khốn ý toàn tiêu, thở gấp tế khí. Quan sát một hồi ninh nhất lang hoàn hảo hoàn hảo, hắn còn chưa có tỉnh. Nàng cũng không thể so với hắn thức dậy trễ. Làm nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra khi, hắn tỉnh. Ánh mắt mở ra khi, nào có thường nhân rời giường khi tinh tùng chi thái. Xoay người xuống giường, cố ý cũng chạy nhanh nằm sấp hồi hắn trên lưng. Đem quần áo nhấc nhấc mặc vào sau, hắn tài thấp giọng nói. Tiến vào. Nghe vậy, ngoài cửa hai người một trước một sau đẩy cửa tiến vào. Sớm a, à, chủ tử. Đi ở phía trước đồng ý ý cười trong suốt, hắn nâng rửa mặt bồn tiến vào, khẽ đặt lên bàn, bên trong thủy hơi hơi bốc lên hơi nóng, độ ấm vừa phải vô cùng Ninh Nhất Lan chăm chú nhìn sau, liền bản thân sát mặt, đồng ý tắt đứng ở một bên, trên mặt quải hai phân tươi cười, làm cho người ta vừa thấy liền tâm sinh thư sướng. Nhận lời vòng qua đồng ý, đứng lại Ninh Nhất Lan trước mặt, thanh âm tuy nhỏ lại kiên định trầm ổn, hắn nói. Chủ tử, khi nào thì động thủ? Thọ Yến, Yến tiền động thủ. Tiếp, hắn lại bổ sung thêm. Dù sao, lễ vật vẫn là trước đó chuẩn bị tốt. Nghe này, đồng ý nhíu mày, này một cái tiểu hành động chính mình rơi vào ninh nhất lan trong mắt. Đồng ý, có chuyện gì sao? Chủ tử, có phải hay không rất phô trương? Cố ý nghĩ rằng. Đúng vậy, thọ yến thượng nhiều như vậy ánh mắt xem, hắn công nhiên đưa như vậy lễ vật, người này tâm thế nào lớn như vậy đâu. Đầu ngón tay đặt lên bàn nhẹ nhàng gõ, Ninh Nhất Lan xem ngoài cửa sổ thần hy, nói. Các ngươi có ý kiến sao? hắn còn nói. Ninh tịch tử đã là tất nhiên, nhưng nói như thế nào, ta cùng hắn coi như là huynh đệ một hồi, ta hy vọng hắn chết thỏa đáng mặt một điểm, nhưng lại bị chết không hề cấu bệnh, cái tên xấu xa này nhân vật là ta, dù sao ta muốn trừ bỏ hắn. Khóa chặt nhận lời đồng tử mắt, hắn nhẹ giọng hỏi. Đã hiểu sao? Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ lập tức đi chuyển cáo thập nhị bọn họ. Nhận lời ngữ khí kiên định nói nhận lời tiếng bước chân dần dần đi xa đợi hắn đi được không dấu vết sau một bên đồng ý lập tức ngồi xổm xuống đến một tay nâng bên quai hàm thẳng hướng ninh nhất lan cười hỏi chủ tử a hôm nay tưởng thế nào ngoạn nghe xong hắn này vấn đề ninh nhất lan chính là tân một tiếng chưa từng có nhiều đáp lại đồng ý cười rộ lên khi hai bên gò má đều có thiển thiển lê xoáy thoạt nhìn thực thoải mái nói người này không chỉ có đối ninh nhất lan khẩu vị, cố ý đối hắn vẫn là đỉnh có cảm tình. Ai không thích bên người bản thân có cái vui vẻ quả đâu. Hơn nữa này đồng ý có thể ở ninh nhất lan đã đi xuống, khẳng định cũng là cá nhân tin, có như vậy một người tại bên người, chỉ cần có thể cam đoan hắn tuyệt đối trung thành, quả thực là trăm lợi mà không một hại. Cố ý cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đồng ý xem, nghĩ có cơ hội trong lời nói, nhất định phải hội một hồi hắn đột nhiên, đồng ý cơ hồ là bắn lên thân. Lui về sau hơn 10 bước, hắn tức giận nói. Chủ tử, ngươi cư nhiên ám toán ta. Ninh Nhất Lan đứng lên, đẩy cửa mà ra, nói. Đi thư phòng. Là. Đây là cố ý lần đầu tiên hảo hảo đánh giá Ninh Nhất Lan phủ thượng. Hắn phủ đệ lấy màu đen vì chủ điệu, lấy kim vì làm đẹp, cùng trên người hắn quần áo có hiệu quả như nhau chi diệu, bị nhuộm thành ngâm đen sắc vân cẩm trung tú có ám văn, cổ tay áo cổ áo bên cạnh dùng tơ vàng tú thành, điệu thấp hoa lệ. Bên tai truyền đến róc rách dòng chảy, cố ý quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ nay đi ở tiểu thạch kiều phía trên, phía dưới dòng chảy vẫn là nước chảy, hướng chảy về hướng đông đi, hai bên có các loại quái sơn kỳ thạch. Kỳ quái là, trong nước dòng chảy giống như họa, mấy vĩ ngư nhi khoái ý lẫn nhau truy đuổi, nhưng là bên bờ tắc không có một ngọn cỏ phản phất là sống hay chết cách xa nhau tuyến dường như. Bất quá Ninh Nhất Lan đi được rất nhanh, không có cho nàng rất nhiều thời gian suy xét, hắn liền đi tới cửa thư phòng ngoại. Trì hoãn một cái chớp mắt, hắn tài đem cửa đẩy ra. Cố ý nhô đầu ra, ánh mắt dạo qua một vòng, không phát hiện có cái gì đặc địa phương khác, cùng phổ thông thư phòng không sai biệt lắm. Nhưng là Ninh Nhất Lan vẫn đứng ở cửa nơi đó, một bước cũng vô dụng, hắn xem trước mặt không có một bóng người ghế bành, nói. Phụ hoàng, triệt hồi đi, như vậy có ý tứ sao? Tỉnh mịch bàn trầm mặt. Dây lát, có câu hơi khàn khàn tiếng nói vang lên, nói. Nhất lan, ngươi mỗi lần đều có thể phát hiện ta. Cùng với thanh âm truyền đến, ghế thái sư hơn một người. Người nọ thoạt nhìn cùng Ninh Nhất Lan có vài phần giống nhau, bất quá năm tháng ở trên người hắn dấu vết hơn chút, hắn cười cười, khóe mắt nếp nhăn liền thâm sổ phân. Ninh Nhất Lan nửa bước không di, hắn mua bàn tay ở sau người, nói. Phụ hoàng, nếu không phải ta cho phép, ngươi cho là, ngươi đi vào tới sao? Người nọ sắc mặt khó coi một phần, nhưng bất quá nháy mắt, lại hồi phục như lúc ban đầu. Bị Ninh Nhất Lan gọi, phụ hoàng, tự nhiên là ma tộc ma hoàng an hòa duyệt, tự hắn kế vị đến nay, đã có năm ngàn nhiều năm, bản đúng là cường tráng chi năm, nhưng là thân thể hắn cũng không thập phần lý tưởng, bởi vậy thoạt nhìn so với thường nhân còn muốn lão thượng vài phần an hòa duyệt tên này cùng hắn bản nhân khí chất một điểm cũng không đáp tự đầu tiên mắc khởi cố ý liền không thích người này vô hắn hắn xem nhân ánh mắt làm cho người ta thực không thoải mái có chứa xem kỹ ý tứ hàm xúc an hòa duyệt nhìn thẳng ninh nhất lan không nói một câu hai người hình thành vô hình so đo qua không biết bao lâu an hòa duyệt giống như là nhớ tới hôm nay đến mục đích hắn chăm chú nhìn đồng ý, nói. Ngươi trước đi ra ngoài, chúng ta phụ tử lưỡng muốn hảo hảo trò chuyện. Đồng ý hồi chi cười, dưới chân nhưng không có nửa phần động tác, này hành động rõ ràng nhường an hòa duyệt có chút khó chịu, ta nói, phụ hoàng. Ninh Nhất Lan đánh gãy hắn trong lời nói. Hắn xem an hòa duyệt, nói. Ta nhân, ngươi còn không có tư cách sai sử, có cái gì nói ngươi cứ việc nói thẳng, ta cũng không có nhàn hạ thoải mái cùng ngươi ở trong này tiêu hao dần. Hảo, hảo, hảo. Liên nói ba cái hảo tự, lấy bình ổn chính mình tức giận. Tiếp, hắn huyễn ra nhất trảng trà nóng, nhẹ nhàng nhất thổi, ở mặt nước đảng ra tầng tầng gợn sóng, sau đó lại uế một ngụm. Dòng nước ấm nhập thể, nhưng hắn bình tĩnh hơn. An Hòa Duyệt tự nhận là cái hỷ giận không hiện ra sắc nhân, nhưng là chỉ cần vừa vỡ thượng ninh nhất lan, hắn liền nhịn không được phá công. Không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa đi xuống, Ninh Nhất Lan thẩm thanh hỏi. Có chuyện gì? An Hòa Duyệt ánh mắt đặt ở hơi hơi phập phình lá trà trung, nghe hắn nói như vậy, lại nhấc lên ánh mắt, nói. Nhất Lan, hôm nay ta là đến cùng ngươi thương lượng một chút ngươi hôn sự. Làm như nghĩ tới cái gì, hắn lại bổ sung thêm. Không, không phải thương lượng, là thông tri. Tác giả có chuyện muốn nói nghe chiếc bông ca mã tự, tâm tình đặc hảo hạ chương có kinh hỉ, hư, đừng nói đi ra ngoài. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 Thành áo lót Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 06 Thành áo lót 06 An Hòa Duyệt lời này vừa nói ra, ở đây sợ có người đều nhịn không được đổ trừ một ngụm khí lạnh ghé vào Ninh Nhất Lan trên vai cố ý, chăm chú nhìn hắn sườn nhang, trong lòng ám phỉ. Quả nhiên sở hữu nhà giàu nhân gia đều có này thay người làm mai mê. Hiện trường lâm vào tỉnh mịch bình thường trầm mặt, dây lát, Ninh Nhất Lan thiển cười một tiếng, nói. Phụ hoàng gần nhất có phải hay không rất nhàn, thế nào có này hưng trí đến quản chuyện của ta? An Hòa Duyệt kỳ thật trong lòng cũng không để, nhìn hắn nói như vậy, quả thực như nghe đồn theo như lời, hắn thật sự là càng ngày càng không đem hắn để trong mắt con a à, bộ gần như tới cố ý tưởng xem ninh nhất lang không có gì phản ứng hắn lại tiếp tục nói ngươi có biết ba ngày sau là của ta thọ yến nhưng ngươi có biết hai ngày sau là ngươi thành thân ngày sao phụ thân không sẽ cho rằng nương thọ yến tên đến thu mua tiệc mừng nhu yếu phẩm chuyện này ta liền sẽ không biết sao ninh nhất nhàn chọn mi hiểu có hưng trí hỏi ngược lại kia, Ninh Nhất Lan đột nhiên đánh gãy, hỏi. Không biết phụ hoàng vì ta chọn nhà ai cô nương? Nghĩ tới Ninh Nhất Lan khả năng hội giận dữ, khả năng hội không nói một câu, khả năng hội ra tay quá nặng, nhưng ai đều không nghĩ qua hắn hội hỏi cái này dạng vấn đề. Hiểu là An Hòa Duyệt cũng có chút không dám tin, hắn thử nói. Là đại trưởng lão tiểu nữ nhi, tên là Trần Giai, năm nay vừa mãn một ngàn tuổi, không chỉ có tính tình sáng sổ hoạt bát, hơn nữa dẫn đầu tuổi này nhân 300 nhiều năm tu vi, có thể nói là một cái khả tạo tài. Ninh Nhất Lan vừa nghe biên gật đầu, đợi hắn toàn bộ nói xong sau, hắn mới nói. Ân, quả thật là cái không sai cô nương, thật đúng là đa tạ phụ hoàng vì ta phí khổ tâm. Kia! Vậy ngươi thích này cô nương sao? Hắn có chút do dự hỏi. Cơ hồ là đồng thời, Ninh Nhất Lan liền trả lời. Thích A, à, này cô nương hoàn toàn chính là dựa theo ta yêu thích mà chọn, này tính tình hào sản, thật đúng là đối dạ dày ta khẩu, không chỉ có ta thích, những người khác định là phi thường thích. Nghe đến đó, An Hòa Duyệt Tâm có thể nói là buông xuống một nửa, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng, dù sau này con trai rất làm cho người ta không bớt lo. Làm như nhìn ra hắn nghi hoặc, Ninh Nhất Lan tự nhiên hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ kia gia cô nương không đồng ý sao? an hòa duyệt sợ chọc hắn tức giận hắn vội vã nói không có hay không nhân gia kia cô nương có bằng lòng hay không ai chẳng biết nói ta con thứ hai thông minh có khả năng đâu ân ừ. giây lát an hòa duyệt làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như hắn nói khỉ ngày hôm đó chuyện ngươi sẽ không cần quan tâm phụ hoàng sớm an bày thỏa đáng liền ngay cả hỷ phục đều đã định chế tốt lắm ngươi liền chỉ cần ngồi ở phủ thượng đẳng tân nương là có thể Ninh Nhất Lan đi về phía trước mấy bước, đi tới An Hòa Duyệt trước mặt, thân thủ ôm lấy An Hòa Duyệt một luồng sợi tóc, biên thưởng thức vào đề nói. Thật đúng là ta bất hiếu, nhưng phụ hoàng như vậy đem niên kỹ đều phải vì ta quan tâm, ta còn thật không biết nên thế nào báo đáp phụ hoàng ngài đâu. Tiếp, còn không đợi An Hòa Duyệt nói tiếp, hắn liền buông lỏng tay ra, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Ta còn có việc, sẽ không bồi phụ hoàng ngài, hôm nay chuyện, thật sự là nhường ta phi thường cao hứng. Tiên, môn quan thượng sau, đó là tỉnh mịch bàn yên tĩnh. An Hòa Duyệt ngồi trở lại ghế thái sư, đầu ngón tay cọ sát đem trên tay điêu văn, nhìn chầm chầm vừa mới ninh nhất lan cách mở cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, như là một trận gió vất qua, đem thế gian này hết thảy đều mang đi, An Hòa Duyệt thân ảnh cũng tùy theo rời đi. Trời đất bao la, cũng không cập ăn cơm chuyện đại. Tuy rằng ma tộc nhân không ăn cái gì cũng có thể sống qua, nhưng là đây là hắn tiểu nhạc thú. Trên bàn cùng dĩ vãng bình thường, phóng đủ loại thức ăn chay, nhận lời cùng đồng ý đều tự đứng ở ninh nhất lan hai sườn. Cố ý tuy rằng thần kinh đại điều, nhưng nàng vẫn là có thể nhận thấy được không khí quá dị. Bữa tiệc này cơm trừ bỏ ninh nhất lan ở ngoài, sợ có người đều có điểm không được tự nhiên. Nhẹ nhàng đem chiếc đũa đặt xuống, phát ra một tiếng thanh thúy lay động, nhưng tất cả mọi người có loại lo lắng đề phòng cảm giác ninh nhất lan lấy qua tay khăn động tác tao nhã sát miệng nói có chuyện gì muốn hỏi trong lời nói liền hỏi đi đừng ở chỗ này nghẹn nghe được hắn nói như vậy đồng ý nhịn không được đi phía trước khóa nửa bước nhưng là tiếp theo thúng liền bị nhận lời kéo lại không nhìn đồng ý ánh mắt đồng ý liếc mắt nhìn hắn tránh ra tay hắn đem kia một bước đi cho hoàn chỉnh hắn đang tất quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, cung kính hỏi. Thuộc hạ xin hỏi chủ tử hay không thật sự muốn kết hôn cái kia trần giai tiểu thư? Ninh Nhất Lan đem hắn hư nâng dậy đến, không đáp hỏi lại. Ngươi vừa cũng nghe được, trần giai vô luận là tính tình vẫn là thực lực đều là thượng thừa, như vậy cô nương tốt, chúng ta hoàng tộc không thu trong lời nói, kia là không phải chúng ta tổn thất. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng đồng ý vẫn là nói là nghe thế cái nhường hắn vừa lòng đáp án sau ninh nhất lan ý bảo hắn hướng chính mình trước mặt đến đãi đồng ý nghe theo sau hắn nói bắt tay duỗi đến đồng ý ngoan ngoãn bàn tay đến ninh nhất lan trước mặt lúc này cố ý đều nhịn không được nhô đầu ra muốn nhìn một chút này hai chủ tớ trong hồ lô đến cùng ở bán cái gì dược chỉ thấy ninh nhất lan vương ngón trỏ đầu ngón tay ở đồng ý trong tay viết điểm này nọ nhưng là cố ý không có thấy rõ nghi hoặc nhìn thẳng đồng ý đã thấy hắn một chút giống được đường tiểu hài tử bình thường hưng phấn bản thân bất lực hắn vội vã hô nhận lời nhanh mau cùng ta đi ra ngoài dứt lời liền liên kéo mang hiệp đem nhận lời kéo đi ra ngoài như vậy phòng trong liền chỉ còn lại có ninh nhất lan cùng cố ý hai người ít nhất ở cố trong lòng là nghĩ như vậy theo ninh nhất lan động tác cố ý cũng bị hắn lưng lên hắn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, liền đạp đất dựng lên, không trung một cái cất bước, liền theo song cửa sổ nơi đó dược đi ra ngoài. Cảnh sắc bay nhanh ở trước mắt Luân Phiên, cách tam xá ngủ còn có nhất cành cây xuyên qua thân thể của nàng, cố ý trong lòng âm thầm mắng. Người này suốt ngày có thể hay không thiếu điểm làm ầm ĩ, như vậy đi xuống, nàng sớm muộn gì đều sẽ bị ép buộc tử. Bất quá, mỗi lần ở cố ý cảm đến cực hạn thời điểm, Ninh Nhất Lan lại vừa đúng ngừng đi xuống. Nhìn nhìn chung quanh cảnh sắc, quả nhiên lại là chim không đẻ trứng, cẩu không thải địa phương. Bên tai luôn luôn truyền đến thú loại thét lên thanh âm, trong không khí lộ vẻ một cổ không thể miêu tả mùi, dưới chân sở đạp trừ bỏ là héo rũ lá cây ở ngoài, còn có điểm động vật hoặc là nhân toái cốt. Cố ý nhất thời ghét bỏ thẳng nhíu mi. Trái lại Ninh Nhất Lan, hắn thuần thục hướng mổ một chỗ đi tới ở hắn đi rồi mỗi một khối thổ địa, đều sẽ xuất hiện biến hóa, cảnh vật không ngừng chuyển hóa, như muốn theo dõi trong lời nói, định phi chuyện dễ. Nơi này lộ cũng không tốt nhận, theo cố ý, sở hữu thụ cái gì là không có sai biệt, không có chút phân biệt, nhưng là hắn lại có thể ở trong này hơn hẳn sân vắng lửng thửng. Bất quá rất nhanh, cố ý chỉ biết hắn muốn làm thôi. Ninh Nhất Lan đi đến một khối cự thạch tiền đột nhiên ngừng lại. Dây lát, hắn chậm rãi vươn tay đến, làm thủ dáng đến thạch bích phía trên, nhẹ nhàng hướng mặt trong thua mê muội lực. Thạch văn nháy mắt giống như hấp thu lực lượng dường như, hiện ra mỏng manh quan mang. Tiếp, trước mắt cự thạch dần dần hư hóa, lộ ra phía sau cảnh sắc. Một cái mật động. Ninh Nhất Lan chậm rãi đi đến tiến vào. Bên trong thực hắc, cố ý chỉ cảm thấy chính mình cái gì đều thấy không rõ, toàn bộ thế giới đều là hắc ám, không mang theo một điểm ánh lửa. Đác, ninh nhất lang bắn ra nhất vang nhớ gần như đồng thời bốn phía liền giấy lên mỏng manh đèn đuốc trên tường đá ánh lửa tuy rằng không quá lượng nhưng vẫn là có thể mơ hồ thấy rõ quanh mình sự vật mật động chính tâm chỗ họa cái một cái chính viên ninh nhất lang vừa đi vừa đem ngoại bào áo sơ mi rút đi đợi hắn đi đến viên tâm chỗ khi trên người chỉ còn lại có áo lót cùng tiết khố cố ý đối với hắn loại này tùy thời tùy chỗ liền cởi áo hành động tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ. Trời biết ma tộc nhị điện hạ, cư nhiên là cái thoát y cuồng. Bất quá, nàng cũng quản không xong, chỉ có thể hiếp mắt, nhận. Theo Ninh Nhất Lan động tác, cố ý cũng ngồi chồng hổn sau lưng hắn. Ninh Nhất Lan đóng lại ánh mắt, hai tay tùy ý đặt ở hai đầu gối thượng, hết sức chuyên chú đem trong cơ thể ma lực khiến cho. Cố ý đối tu luyện cự có hứng thú, tuy rằng chính mình thiên tư không tốt, nhưng là có thể chính mắt thấy này nhị điện hạ tu luyện quá trình, nói ra cũng đủ để thổi phồng cả đời. Bởi vậy, nàng lúc này tập trung tinh thần theo dõi hắn phía sau lưng xem. Qua! Wow. Bởi vì áo lót chất liệu cực kỳ kinh bạc, bởi vậy mặt cùng không có mặt dường như, cố ý rõ ràng nhìn đến một đạo so với tóc ti còn tế kim quan tự vĩ truy chỗ chậm rãi xuất hiện, tiếp liền lấy mắt thường có thể thấy được tấn độ ra bên ngoài tán đi, chúng gân mạch nhất nhất bị kim quan lưu kinh, ở trên lưng hiện ra một bức đẹp mắt phong cảnh. Nàng vẫn là lần đầu tiên xem như vậy văn lộ. Lúc này, một viên kim châu đột nhiên trồi lên, sau đó ở kinh mạch gian nơi nơi chạy, lần đầu tiên nhìn đến như vậy cường đại lực lượng, nói đúng không kích động trong lời nói, đều là gạt người. Tưởng sờ sờ, cố ý chậm rãi vương tay đến, thử đi theo kia khỏa kim châu di động. Đột nhiên, nàng làm như xem đúng thời cơ, đầu ngón tay đi phía trước vừa chạm vào, xuyên thấu qua mỏng manh một tầng áo lót cùng kia kim châu tướng dáng. Nhưng vào lúc này, một cổ không thể kháng cự sức kéo từ đầu ngón tay truyền đến, nàng cả người như là không trọng bị lôi đi, bị kéo vào đi tiền cuối cùng một cái chớp mắt, trong đầu nàng tưởng cuối cùng hai câu nói là kêu nàng thủ nhiều. Hắn lưng thực hoạt, cái loại này mắt hoa dục phun cảm giác dần dần thối lui, nàng thật cẩn thận mở mắt, đi xuống phương vừa thấy là Ninh Nhất Lan bàn hai chân. Đi phía trái Phương vừa thấy, là Ninh Nhất Lan khoác lên trên gối tay trái. Hướng bên phải vừa thấy, là Ninh Nhất Lan đặt ở trên gối tay phải. Ánh mắt tinh linh dạo qua một vòng, dần dần xuất hiện một tia kinh hoảng thần sắc. Cảm thụ được quanh thân kề sát ấm áp, trong lòng nàng đột nhiên ra một cái thực đáng sợ kết luận, thì phải là, trời ạ, à, nàng cư nhiên cùng Ninh Nhất Lan áo lót hợp hai thành một. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Đưa vào động phòng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 07 Đưa vào động phòng 07 này Đây là tình huống gì? Thử hoạt động một chút chính mình, tứ chi. Rất nhanh, nàng liền phát hiện nàng động không được, nàng vô pháp khống chế khối này tân, thân thể. Trong lòng khóc không ra nước mắt, phía trước còn tưởng chính mình có thể tìm được một cái tân ký thể không lại cùng này ngoạn ý đồng tồn kết quả ông trời cùng nàng mở cái lớn hơn nữa vui đùa không có thảm nhất chỉ có thảm hại hơn hiện tại nàng có thể nói là nhất kiện có ý thức áo lóc bất quá như vậy phiền não cũng không có liên tục bao lâu chỉ vì ninh nhất lan đã thu hồi chân khí thông dong đứng lên đem cái khác sim y bộ thượng hướng bên ngoài đi đến lúc này đây bên ngoài này đáng sợ cảnh giống, cố ý không còn có lưu ý đến, bởi vì nàng hạng nặng tinh thần đều đặt ở ninh nhất lan trên người, hơn nữa nàng cũng nhìn không tới. Gia thịt trong lúc đó tướng dáng nhường nàng không khỏi có chút thẹn thùng, không chỉ có như thế, bởi vì bên ngoài có quần áo bao trùm, nhường nàng vô pháp thấy rõ bên ngoài tình cảnh, cái loại này ái muội cảm giác lại phóng đại sổ phân. Khi đoạn nằm ở trên người hắn ngày, như thế nào, cũng không có hiện tại tới xấu hổ bên người ôm đùi, nàng hiện tại ôm đâu chỉ là đùi. Ai, nhân sinh cả ngày đều ở phụ nàng. Nhận lời cùng đồng ý sớm chờ ở trước cửa, nhìn đến Ninh Nhất Lan sau khi trở về, vội vàng nên tiến lên đây. Đồng ý đi tuốt đàn trước, hắn cao thấp quét mắt Ninh Nhất Lan, cao hứng nói. Chủ tử thoạt nhìn lại tinh thần sổ phân. Ân. Ừ. Tùy tiện trả lời một tiếng, ánh mắt liền đặt ở bốn phía trang sức phía trên. Màu đỏ bên trong phủ bị hồng trang bao trùm, đường nhỏ hai sườn phủ kính màu đỏ cánh hoa, hương thơm phốc mũi, lương thượng treo đầy hồng trù, để mà chiếu sáng đèn lồng đều bị đổi thành màu đỏ. Hảo một phen vui mừng bộ dáng. Dây lát, hắn làm như trái lại tự nói nói. Không sai, hiệu suất đỉnh cao. Đồng ý lập tức thấu tiếng lên đây, nói. Chủ tử, ngươi vừa ly khai, ma hoàng liền phái người đến bố trí, vừa khéo ở ngươi trở về phía trước hoàn thành, ngươi cũng biết thời gian cấp bách hừng đông sau đó là thành thân ngày hơi hơi gật gật đầu ninh nhất lan thay đổi cái đề tài hỏi chúng ta đi nhìn xem hỷ phục chủ tử ở trong này đồng ý đón hắn ninh nhất lan đi tới phòng trong tiếp nhận đồng ý đưa tới hỷ phục nhẹ nhàng nhất tô tú màu đỏ cẩm bào cổ tay áo cổ áo cùng lấy kim tuyến khâu lại bên hông hệ màu đỏ sậm dây lưng đó có thể thấy được cái này hỷ phục tinh tế. Đầu ngón tay ở này thượng khẽ vuốt, hắn thấp giọng nói. Các ngươi đi ra ngoài, ta thử xem xem. Là. Xác nhận cửa phòng quan thượng sau, Ninh Nhất Lan đem quần áo chậm rãi rút đi. Mà cố ý cũng rốt cục nhìn thấy thiên nhật, chẳng qua trước mắt cảnh tượng đôi mắt cầu đánh sâu vào có chút đại. Trước mặt là một mặt một người bán cao gương đồng, trong gương đồng chiếu ra Ninh Nhất Lan nay bộ dáng hắn tùy ý bộ kia kiện hỷ phục, không có hệ đai lưng, trung gian rộng mở, trắng hồng xen lẫn, hai tay phóng ở sau người vén. Lặng lặng xem trong gương chính mình, Ninh Nhất Lan không có gì biểu cảm hoặc là động tác. Nhưng cố ý lại không giống với, như vậy mê người hình ảnh nhường nàng thấy được, nói không có cảm giác trong lời nói, nàng vẫn là nữ nhân tới sao. Trong ánh mắt giống như có ngàn vạn tâm tâm tỏa ra ngoài ra, nếu không phải không thể động trong lời nói, nàng thật đúng tưởng thân thủ sờ một chút đâu. đột nhiên, nàng nhìn đến trong gương đồng nhân cánh môi hơi hơi khép mở, nếu không phải cố ý cùng hắn khoảng cách quá gần, cũng sẽ không nghe được hắn nói. khó lòng phòng bị a, à, cư nhiên liên số đo của ta đều biết đến. dứt lời, hắn liền đem kia kiện hỉ bào thoát đi xuống, ném tới một bên bình phong thượng, mà cố ý tỏ vẻ. nàng có chút mờ mịt, nàng còn chưa có xem đủ đâu nếu nói ăn cơm là ninh nhất lan sinh mệnh thứ hai chuyện trọng yếu kia thứ nhất chuyện trọng yếu liền khẳng định là ngủ trên thế giới không có chuyện gì là ngủ một giấc giải quyết không được nếu có thì phải là ngủ hai thấy đi theo ninh nhất lan tỉnh làm nằm ở trong ổ chăn mặt cố ý có thể cảm giác được ninh nhất lan hiện tại tâm tình không phải tốt lắm làm hại cố ý cũng đi theo một khối cảm xúc sa sút như vậy phiền lòng nhường nàng không có cách nào khác ngủ chính là nhìn chầm chầm giường mạng ngẩn người. Ngược lại là Ninh Nhất Lan rất nhanh liền đi ngủ. Lâu dài tiếng hít thở truyền ra. Đêm dài nhân tỉnh, cố ý suy nghĩ mấy ngày nay phát sinh biến cố, rất kỳ quái, rất ngạc nhiên, giống như đang nằm mơ dường như, nhưng lại so với mộng tới chân thật, nhưng nàng có chút lo sợ. Quanh thân truyền đến hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, đột nhiên, trong lòng toát ra một loại ý tưởng, kỳ thật như vậy cũng rất tốt thật thú vị thôi. Ngủ ngủ, tưởng nhiều lắm đối đầu óc không tốt. Sau nửa đêm, bên trong phủ không còn có mất ngủ nhân. Sáng sớm, Ninh Nhất Lan cùng cố ý liền bị bên ngoài cấp tốc gõ cửa thanh âm đánh thức. Ninh Nhất Lan xoay người ngồi ở trên giường, làm như biết ngoài cửa nhân là ai, hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, rút khỏi bình chướng, nói. Vào đi. Gần như đồng thời, môn liền bị một cước đá văng ra người tới tự nhiên là An Hòa Duyệt, hắn tự ngày hôm qua khởi liền tâm thần không yên, sợ hắn hội chạy trốn, vì thế hôm nay sáng sớm liền tới nơi này đổ hắn. Chẳng qua, làm nhìn đến hắn vẫn là ở trong phòng, kia có nửa phần đào hôn ý tứ, An Hòa Duyệt chính mình cũng có chút ngượng ngùng, hắn vội vã nói. Nhất Lan, sớm An. Ninh Nhất Lan cực kinh hồi. Ân, phụ hoàng thật đúng là quan ái ta, sáng sớm cố ý chạy tới ta phủ thượng, liền vì nói với ta thanh sớm an tự biết đuối lý an hòa duyệt trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì tiếp trong phòng cũng lâm vào vô tận trầm mặc cuối cùng vẫn là an hòa duyệt cảm thấy thật sự là ngượng ngùng hắn nói phụ hoàng sẽ không quấy rầy ngươi ngươi đừng lầm giờ lành là đến nơi an hòa duyệt đối ninh nhất lan có thể nói là khoan dung trí cực chẳng những thành hôn chuyện không cần hắn quan tâm nửa phần liền ngay cả tiếp tân nương tử việc này cũng không cần hắn đi làm lụng vất vả hắn phải làm cũng chỉ là ở giờ lành xuất ra bái cái đường khó nhất cũng chính là cùng tân nương tử một khối ở lòng bàn tay hoa cái lỗ hổng nhường hai người máu giao hòa đi cái nghi thức mà thôi cho nên này ban ngày hắn vẫn là không có việc gì đối lập ninh nhất lang thông dong cố ý đổ có vẻ có chút không biết làm sao kinh an hòa duyệt này nhắc tới tỉnh nàng tài nhớ tới hôm nay phía trước nàng chỉ cần cùng Ninh Nhất Lan một người ở chung, nhưng là, từ nay về sau, còn muốn nhiều ra một người đến, hơn nữa người nọ vẫn là cái nữ. Phải biết rằng cô nam quả nữ chung sống nhất thất, tất có tổn thất. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh, Ninh Nhất Lan ôm lấy cái mỹ kiều nương tử, kia nương tử một chút hướng nàng, không, hướng trên người hắn đổ đến, hai người nhất thời phát ra từng trận cười vui thanh, sau đó nàng bị tàn bạo bốc xuống dưới, ném tới thượng sau đó giường mạng bị thả xuống dưới, nàng bên người đôi mảng đồng dạng bị thô bạo đối đãi đồng bạn, nhanh kế tiếp sự tình, không cần nói tỉ mỉ, đại gia đều đã hiểu đi. Phù dung trướng ấm độ đêm xuân, cố ý một người mắc hỏa thiêu. Nghĩ như vậy, nàng cả người cũng không tốt. Mà Ninh Nhất Lan ở An Hòa Duyệt đi rồi sau, lại đổ hồi trên giường, vù vù ngủ nhiều. Nói thật, hắn luyện hoàng công sau, bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn cùng bình thường kém không có mấy, nhưng là kỳ thật là rất mệt thực khốn cảm thụ được người nào đó lại rơi vào mộng đẹp cố ý thật sự rất muốn bóp chết hắn rầu rĩ không vui nằm đầy ngập nghẹn khuất không chỗ nào phóng thích không có người nhường nàng hết giận thực nhàm chán ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần hôn ám mọi người dồn dập cước bộ như có như không truyền vào nhĩ liêm tối không chờ mong hình ảnh sắp tới quanh thân truyền đến hơi hơi động tĩnh, nàng biết ninh nhất lan tỉnh hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời liền bản thân bắt đầu bộ quần áo cũng từ hắn này hành động nhưng cố ý lại trở về đến trong bóng tối chỉ có thể dựa vào hắn rất nhỏ động tác nhận thấy được bên ngoài tình huống vừa ra cửa phòng đồng ý liền nói chủ tử giờ lành đến ân các ngươi đi hảo hảo chuẩn bị đi hãy còn hướng bên ngoài đi đến dọc theo đường đi cố ý cảm thụ càng ngày càng nhiều nhân nhưng là lại không có người tiến lên nói chuyện với Ninh Nhất Lan, liền ngay cả vấn an cũng không có, nghĩ lại nhất tưởng, tên kia thoạt nhìn một bộ không dễ chọc bộ dáng, ai dám đi lên phía trước đến. Rất nhanh, nàng liền nhận thấy được Ninh Nhất Lan ngồi xuống, ở hắn chung quanh, đều là tân khách huyên náo cùng ăn uống linh đình thanh âm. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo tiêm trưởng thanh âm, tân nương tử đến. Này thanh cùng nhau, tràn nội lập mã an yên tĩnh theo nhất trọng nhất kinh tiến bước chân trung, cố ý biết hẳn là đại trưởng lão nắm hắn nữ nhi chậm rãi hướng đường tiền đi tới. Chẳng qua, nàng thực thanh sở ninh nhất lan này là một bộ an tư thế ngồi. Người này thật đúng là lợi hại, thành thân cũng không kéo. Khó được còn không có người dám có ý kiến. Buông tân nương tử sau, đại trưởng lão liền ngồi vào thuộc loại hắn trên chỗ ngồi. Cùng lúc đó, bà mối cao giọng nói. Chú rể tân nương dân hương. Ninh Nhất Lan không nhúc nhích. Nhưng là ở đây không có truyền đến gì kinh ngạc thanh âm, trong không khí cũng có thản nhiên dân hương vị. Kỳ quái. Tam dập đầu. Lễ tất, ở đây nhân ào ào nói ra khen tặng trong lời nói, một mảnh vui vẻ không khí. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Này nhất bộ động tác xuống dưới, cố ý trong lòng chỉ còn lại có nghi hoặc, bởi vì từ đầu tới đuôi, nàng cảm khẳng định ninh nhất lan đều không có động qua nhưng nàng hoài nghi hắn có phải hay không liệt lúc này phụ trách chủ trì người ta nói nói cuối cùng chỉ cần đem quan trọng nhất huyết lễ hoàn thành sau các ngươi liền là chân chính vợ chồng nói cố ý lần đầu tiên nghe này huyết lễ khi cảm thấy phi thường cười nhạt hảo hảo quát nàng một ngụm tử nhiều đau quá bất quá nàng tiểu tâm tư nhưng là không có người để ý trở lại sự thật giọng nói vừa liền có nhân bả đao đệ đi lên nhìn không tới bên ngoài tình huống trong lòng có chút sốt ruột nhưng là một lát sau ngửi được trong không khí truyền đến thản nhiên mùi máu tươi kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng lúc này cố ý có thể vỗ ngực khẩu khẳng định bái đường nhân khẳng định không phải nàng dưới thân vị này tác giả có chuyện muốn nói mùa xuân đến hôm nay nhìn tìm bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Mạnh miệng lao Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 08 Mạnh miệng lao 08 cố ý cảm thấy nàng nhanh bị tò mò làm điên rồi. Nếu nếu có thể, nàng thật đúng tưởng đem ninh nhất lan bên ngoài quần áo chấn vỡ, miễn cho trắng nàng tầm mắt. Ở nàng miên man suy nghĩ khi, ninh nhất lan rốt cục đứng lên. Hắn không nhìn mọi người kinh ngạc, ngăn đón đi hai người bọn họ đường đi, tiếp, hắn đi đến chú rể quan bên cạnh, thủ khoác lên trên vai hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói. Đại ca, kết thúc buổi lễ, kế tiếp phải làm chuyện, ngươi biết đi. Bị Ninh Nhất Lan gọi làm đại ca, tự nhiên là ma tộc đại điện hạ Ninh Lỗi. Cố ý cảm giác được Ninh Lỗi thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn nhúng nhúng kiên, khiến cho Ninh Nhất Lan thủ ly khai trên vai hắn, chạy ra hắn chất cốc buông ra nắm tân nương tử thủ, triệt hồi trên mặt thuộc dịch dung, hắn nói. Ninh lỗi, gặp qua các vị. Lời vừa nói ra, ngồi đầy ồ lên. Một lát sau, Ninh lỗi thân thủ ý bảo ở đây nhân yên tĩnh, tiếp chăm chú nhìn hiện tại cùng hắn bộ dạng giống nhau như đúc Ninh Nhất Lan, cũng triệt hồi hắn thuộc dịch dung. Mọi người đều biết, ma tộc đại hoàng tử Ninh lỗi thiện cho dịch dung, nhưng là ai cũng thật không ngờ, hắn tự nhiên ở đem giữ nhà bản lĩnh dùng ở hôm nay này trường hợp lúc này lại bổn nhân cũng biết ninh nhất lang cùng ninh lỗi nhân vật trao đổi ở đây nhân phần lớn đều là kinh ngạc an hòa duyệt hắn là có thể nói là bạo nộ rồi an hòa duyệt đi rồi xuống dưới đứng lại bọn họ hai người trước mặt cuối cùng lựa chọn một cái tác đánh tới ninh lỗi trên mặt nhưng là tiếp theo thuấn thủ đoạn lại bị ninh lỗi tầm hắn nói phụ hoàng ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm, nhưng ta đem nói cho hết lời. Hít sâu một chút, An Hòa Duyệt kêu trở về thủ, tức giận lưng qua thân đến, nói. Ninh lỗi đi trước đến đại trưởng lão bên kia, nói. Gặp qua đại trưởng lão. Con rể đột nhiên thay đổi một cái, đại trưởng lão nói đúng không kinh ngạc trong lời nói, kia khẳng định là giả, chẳng qua, theo nhị điện hạ đổi thành đại điện hạ, việc này thượng hắn giống như cũng không mệt hắn đám hỏi mục đích vẫn là đạt tới, cho nên hắn cúi xuống sau, cười nói. Thế nào còn gọi ta đại trưởng lão đâu, thực khách khí. Nghe hiểu ý tứ của hắn, hắn nói. Nhạc phụ hảo. Ừ ừ. Tiếp, Ninh Lỗi đi trở về nguyên lai địa phương, nói. Đại gia không cần cảm thấy kinh ngạc, ta ái mộ gia nhi đã lâu, nhưng ta trơ mắt nhìn đến nàng gã làm người kia chi phụ, thật sự là không đành lòng, bởi vậy hiệp bức nhị để phối hợp ta diễn hôm nay trận này diễn nên lỗi tại đây hướng các vị tạ lỗi dứt lời hắn lại đi trần giai phương hướng đi đến tróc qua nàng chảy huyết thủ hỏi giai nhi ngươi có thể nhận ta sao từ bên ngoài xem ra là một bộ tình trạng ý thiếp bộ dáng nhưng chỉ có trần giai biết hắn sở thi áp lực có bao lớn lòng bàn tay truyền đến nóng bừng đau đớn không lâu nàng còn tại đắc chí trung bởi vậy có thể gả cho ma tộc ưu tú nhất nhị hoàng tử, nhưng là ai cũng thật không ngờ bọn họ hai huynh đệ cư nhiên đến như vậy vừa ra diễn. Nàng càng là không đáp ứng, nên lỗi sở thi áp lực liền càng lớn, nếu không phải còn có cái khăn vang đỏ cái, trên mặt nàng từng trận bạc hãng sớm bị đã nhận ra. Trải qua cân nhắc, nàng làm như nghiến răng nghiến lợi nói. Không dối gạt các vị, kỳ thật ta đối đại điện hạ đồng dạng quý đã lâu, hiện tại chuyện đã xảy ra ta mong muốn cũng một đôi tân nhân lẫn nhau không có ý kiến, liền ngay cả đại trưởng lão cùng ninh nhất lan này, thụ hại giả, cũng không có ý kiến, như thế nào cũng không tới phiên an hòa duyệt lai tính sổ, vốn tưởng rằng trận này trò khôi hài cứ như vậy kết thúc. An hòa duyệt cũng không phải là ăn chay, cho tới nay ẩn hàm tức giận bị một chút bước ra, khiến cho phụ cận tu vi so sánh thấp nhân không khỏi âm thầm phát run. Hồ nháo. Nhưng là, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, đối mặt cả sảnh đường tân khách, mặt hắn thật sự là không có cách nào khác lại rớt. Hai người theo ta tiến vào. Hai người này nói là ai, tin tưởng đại gia đều trong lòng biết rõ ràng. Ninh Nhất Lan cùng Ninh lỗi một trước một sau cùng hắn vào nội đường. Vừa đem cửa đóng lại, An Hòa Duyệt liền trùng trùng phiến Ninh lỗi một cái tác, lúc này đây, Ninh lỗi không có lựa chọn lại trốn, sinh sôi bị này chưởng. Tiếp, hắn ngoan trành Ninh Nhất Lan liếc mắt một cái, xem người sau không có nửa phần quan tâm ý tứ của hắn hắn đành phải dùng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí nói nhất lan ngươi có thể hay không tỉnh bớt lo lời này vẫn là lưu cho phụ hoàng ngươi đi thiếu làm điểm không có ý nghĩa chuyện quét hai người liếc mắt một cái hắn hãy còn đi ra ngoài thì hai người như không có gì trong phòng ngủ ninh nhất lan hưu nhàn nằm ở trên giường ngoại giới thanh âm giống như một điểm đều tiến không đến hắn trong tay dường như nhất đạo nhân ảnh cung kính đứng lại bên giường người này trừ bỏ nhận lời ở ngoài còn có thể là ai đâu một trận gió nhẹ phất qua song cửa sổ khẽ nhúc nhích tiếp bên giường liền hơn một người cho dù như thế ninh nhất lan vẫn là không có gì để ý tới ý tứ của hắn ninh lỗi lẳng lặng đứng lại bên giường hai tay vén phóng ở sau người lúc này hắn mới chính thức có vài phần ma tộc đại hoàng tử phong phạm. Trong lòng biết ứng gia hai huynh đệ địa vị, cho dù bọn họ ở đây, hắn cũng không có tính toán quanh co, nói thẳng nói. Ngươi không nghĩ thú nhân, ta giúp ngươi cưới, như vậy, ta muốn gì đó đâu. Ninh Nhất Lan phản phất làm hắn trong suốt dường như, đầu ngón tay nhẹ vỗ về chính mình áo lót cổ tay áo, ánh mắt chuyên chú. Tại đây nghiêm túc không khí bên trong, cố ý cảm thụ được thân thượng truyền đến từng trận sợ run trong lòng ám phỉ. Chớ có sờ, hảo tô rất ngứa. Ngược lại là nhận lời, xác nhận sớm chiếm được ninh nhất lan mệnh lệnh, hắn mở ra lòng bàn tay, huyển ra một đạo màu đỏ sậm quan ảnh, quan ảm, dây lát, trưởng thượng liền hơn một cái ấn. Ấn chính giữa là một cái trông rất sống động mãn long, trung gian vờn quanh một cái, lỗi, tự, mặt khác tứ phía còn lại là tứ đại mảnh thú đồ đằng tùy tiện tìm một ma tộc nhân đều có thể nhìn ra, đây là ninh lỗi vương ấn. ninh lỗi nhìn đến này ấn sau, ánh mắt nhất thời trở nên lợi hại, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế một tay lấy này đoạt lại. thực ngứa a, à, bên này cố ý còn chìm đắm trong trong thế giới của bản thân đầu. hình như là cảm nhận được cố ý kêu lên, ninh nhất lan rốt cục ngừng tay thượng động tác. được cứu trợ, trong lòng mừng thầm. đại ca, trọng yếu như vậy gì đó về sau cũng đừng loạn đã đánh mất. Ninh lỗi nghĩ rằng, hình như là ngươi trộn đến, để mà bức bách ta đi. Xoay người động tác một chút, Ninh lỗi hơi hơi sườn thủ, nói. Nhị đệ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, nói ngắn lại, ta sẽ không lại cùng ngươi hợp tác lần thứ hai. Hôm kia buổi tối, hắn phát hiện chính mình vương ấn bị đạo. Hắn biết rõ thiên hạ này gian, ai có này bản sự có khả năng ra chuyện như vậy, bởi vậy, hắn chỉ làm một sự kiện, chờ. không ra dự kiến, rất nhanh liền tiếp đến hắn tin tức. vốn tưởng rằng hội là cái gì việc khó, kết quả lại chính là nhường hắn đem kia Trần Gia tấp cưới. sự thành sau sẽ đem ấn còn cho hắn. trong lòng mặc dù có điểm không đồng ý, em đẹp phủ thượng hơn một người, nhưng là nghĩ đến Trần Gia thế lực phía sau, cùng với hắn Vương ấn, cứ việc hội đắc tội phụ hoàng, nhưng hắn vẫn là nghe theo a. À. hai hại thủ này kinh ma tộc bên trong nhận ấn không tiếp thu nhân này vương ấn phân lượng quả thực là trọng yếu nhất nghe xong ninh lỗi cái gọi là cảnh cáo hắn chỉ cần tùy ý trả lời ân ngươi lui ra đi ngươi trong lòng cho dù có trăm ngàn bàn bất mãn nhưng là đối mặt ninh nhất lan tổng không biết nên hướng nơi nào phát tiết bởi vậy hắn vẫn là tay áo vung lên nơi đó đến liền chạy đi nơi đâu lúc này phòng trong lại chỉ còn lại có hai người không đối hai người nhất y. Đi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Ninh Nhất Lan liền chính mình đem giường mạng buông, diệt phòng trong đăng. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng nho nhỏ. Là. Này đêm, Ninh Nhất Lan không có giống thường lui tới như vậy rất nhanh đi vào giấc ngủ. Hắn ở trên giường phiên vài lần thân, đều không có chút buồn ngủ, biến thành cố ý cũng không chịu nổi. Vốn cùng hắn, da thịt thân cận cũng đã là không dễ chịu, hắn bây giờ còn cấp cho nàng phiên đến phiên đi, này này không chẳng khác nào ôm lấy nàng lăn qua lăn lại sao. Chính hắn ngẫm lại, điều này làm cho nhân thế nào ngủ. Hắn này không biết chuyện hoàn hảo, nàng khả không giống với, nhưng là có cảm giác. Cố ý đột nhiên hảo hoài niệm cái kia thuấn ngủ hắn A, à, hiện tại nàng giống cái oa nhi giống nhau bị ép buộc, tiền một cái chớp mắt thủ bị nâng lên, thật vất vả du ứng, một lát sau sau, thủ lại bị thả xuống dưới, tiếp qua một thời gian lại thay đổi vị trí muốn đùa chết nàng sao ở cố ý tâm phiền ý loạn khi đột nhiên nghe được ninh nhất lan thở dài một tiếng chật 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 than thở cái gì a à? tuổi còn trẻ suốt ngày bận đông bận tây chỉnh làm chút có hay không đều được ngày qua không biết nhiều dễ chịu đâu có cái gì hảo ai tháng đêm dài nhân tỉnh khi thích hợp miên mang suy nghĩ cảm nhận được bốn phía quả thật không có gì nhân hoặc vật Ninh Nhất Lan còn tại chính mình trên giường chụp vào cái bình chướng, lấy cam đoan ở chướng nội chuyện đã xảy ra, không ai có thể đủ biết được. Tay trái đầu ngón tay bên phải thủ lòng bàn tay thượng khẽ vuốt, luôn làm bộ như lơ đảng phủ hướng mổ một đoạn văn lộ. Hắn bắt đầu nói thầm nói. Như vậy thích thành thân, chính mình thế nào không nhiều lắm thú vài cái. Phỏng chừng đang nói phụ thân. Tùy tiện thú một người, buổi tối có thể ngủ được sao? Ngươi không thú nhân, không trả giống nhau không ngủ cái gì thiên sư rõ ràng là kẻ lừa đảo ai a à, chẳng lẽ bị lừa đều là gạt người sợ hắn mới là lớn nhất kẻ lừa đảo đi rõ ràng đều đến thế nào còn không có hóa đến không thu được sao nàng cũng thường xuyên như vậy như vậy ngày rất nhàm chán liền hắn như vậy còn nhàm chán hôm nay sát giết người ngày mai sát sát thú mỗi ngày phấn khích mỗi ngày có kinh hỷ, khi người khác ngày kêu gì. Kế tiếp, cơ bản là Ninh Nhất Lan nói thêm một câu, nàng liền ở phía sau phun rầm rỉ một câu. Một câu tiếp một câu, làm như không có nửa điểm gián đoạn chi ý. Mà Ninh Nhất Lan cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thật đúng là nói chân cả đêm. Này một đêm, ai cũng không có ngủ, đến hừng đông, cố ý nghĩ như nàng không phải nhất kiện áo lót trong lời nói, sợ là đỉnh hai cái nắm tay đại mắt thâm quần. Mà Ninh Nhất Lan nhìn nhìn phía mặt trời chân trời, nói cuối cùng một câu, vẫn là ngủ một lát đi. Nương A, à, ngươi rốt cục bỏ được ngủ. Nhất nén hương sau, đã lâu hô hấp lâu dài thanh truyền ra, cố ý trong lòng cư nhiên có chút cảm động. Ai oán xem giường đỉnh, nàng tưởng. Trải qua này đêm sau, nàng phát hiện Nhất Kiện Tân kỳ sự tình, nguyên lai ma tộc nhị điện hạ Ninh Nhất Lan ở ngủ không được khi, hội biến thân mạnh miệng lao. Tác giả có chuyện muốn nói. Ngày mai lại là thứ hai, nhân nháy mắt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Tự tay tẩy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 09 Tự tay tẩy 09 có người nói qua, một người một chỗ khi biểu hiện, liền là chân chính chính mình. Cứ việc cố ý hiện tại chẳng qua là áo lót nhất kiện, nhưng nàng tốt xấu là kiện có linh hồn áo lót, Ninh Nhất Lan có thể làm đến một đêm không ngủ, ngày thứ hai vẫn là một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng, mà nàng loại này cặn bã, không ngủ được sẽ chờ thăng thiên đi. Nghe nghe Ninh Nhất Lan nói thầm, sẽ không thấy đi ngủ. Này vừa cảm giác, mang theo giày đặc buồn ngủ, phi thường an ổn. Mặt trời mới lên, ngoài cửa sổ rủ rỉ rù rì chim chóc thanh liên miên không ngừng vang, Ninh Nhất Lan rốt cục đình chỉ hắn lời nói trong lòng hắn nghĩ tối nay qua hắn rầu rĩ than một tiếng xoay người xuống giường câu qua bên cạnh quần áo bay nhanh hướng trên người bộ hôm nay là an hòa duyệt thọ yến cùng dĩ vãng giống nhau hắn cũng không có dự tiệc tính toán mọi người đều biết ninh nhất lan cùng an hòa duyệt phụ tử tình phi thường bạc nhược về phần cụ thể nguyên nhân lại tiên làm người biết hắn cũng không tưởng lại nhắc tới rửa mặt xong sau hắn liền đem chính mình khóa ở thư phòng trong vòng, bất luận kẻ nào cũng không có thể vào nội. Tùy tâm ném điểm lá trà, ngâm ấm trà, phân lượng có chút quá lượng, màu trà thoạt nhìn thâm hậu, chua sót chua sót, hắn cũng không quá để ý, thiển thiển thường. Uống lên sổ hồ khổ trà sau, Ninh Nhất Lan nhìn nhìn sắc trời. Không sai biệt lắm. Nhĩ sao hơi hơi động, ma cung điện nội sơn tiêu tiếng ca thanh truyền vào bên tai, còn có người nhóm này khởi bỉ lạc tiếng chúc mừng. Ninh Nhất Lan nhắm mắt lại, một tay nâng tinh xảo cầm, yên tĩnh nghe. Nhị trưởng lão đưa lên bạch ngọc quan quyển một cái. Tam trưởng lão đưa lên khắc băng hồ la bạch nhất chỉ. Đại điện hạ đưa lên là nghe đèn lồng màu đỏ một đôi. Nhị điện hạ đưa lên là, a à, bên tai nhất thời nhất tỉnh, sau đó đó là dùng dập tiếng bước chân, lại sau này đó là một tiếng so với một tiếng chói tai tiếng thét chói tai. Thực ầm ỉ. Mở to mắt, chỉnh chỉnh chính mình quần áo đem kia chén mát trà đổ bỏ một lần nữa ngâm thượng nhất hồ trà nóng vẫn là như bình thường như vậy chua sót trò hay muốn bắt đầu ngăn lại chén trà đồng thời một đạo mạnh mẽ hữu lực chân khí trùng trùng hướng bên ngoài đánh đến lại ngoài cửa ba thước chỗ bị nhận lời thoải mái hóa giải cho hắn đi vào chần chờ một cái chớp mắt nhận lời vẫn là nghiêng nghiêng người đáp là cửa phòng thành hết giận công cụ lên tiếng trả lời mà toái nhất hài cốt ninh nhất lan liếc mắt thượng hài cốt không uấn không hỏa nói bồi tiền xem an hòa duyệt trợn tròn mắt lên hắn nhân vô cùng lo lắng tới rồi trên mặt còn có một chút không dễ bị phát hiện hồng khí còn chưa có toàn thuận bộ dáng không biết vì sao hắn cảm thấy phá lệ hài lòng an hòa duyệt không nói gì một cái bước xa xông lên trước đến hướng ninh nhất lan trên người tróc đi người sau không né không tránh nhậm khắc hung hăng nắm chặt chính mình trước ngực quần áo. Hai người yên lặng nhìn nhau. Lỗi thời là, cố ý tỉnh. Ngươi thử xem, vốn hảo hảo ngủ, đột nhiên đến cái cửu âm bạch trảo, ai còn có thể không tỉnh. Trời biết nơi đó có bao nhiêu yếu ớt, tuy rằng nàng là kiện áo lót, nhưng là nên đau vẫn là hội đau hảo không. Đau tử lão nương. Ninh Nhất Lan trước ngực quần áo bị bắt hơi hơi hỗn độn, bất quá như vậy vừa vặn, tốt xấu nhường cố ý nhìn đến một tia bên ngoài tình hình. Đầu tiên là hung hăng nhìn chầm chầm kia chỉ không có hảo ý thủ, cố ý trong lòng mắng nhiếc. Quy, nam nữ thụ thụ bất thân, người kia chỉ trảo hướng nơi đó phóng. Quét này chỉ trảo chủ nhân, cố ý không khỏi phản cái xem thường. Thế nào lại là này phiền toái nhân? Cả ngày chạy tới nơi này náo, liên nàng đều cảm thấy phiền, nàng tự hồ ở không biết thế gian đã cùng Ninh Nhất Lan đứng lại cùng một trận chiến tuyến thượng, chán ghét người này. Hơn nữa hắn cư nhiên dám sờ nàng. Đây mới là trọng điểm được không? Thủ, có thể buông ra sao? Đại An Hòa Duyệt phản ứng tới được thời điểm, hắn liền đã là cước bộ sau hoạt, gót chân dùng sức đạp trên mặt đất. Ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là, ngươi cũng không thể đem ta quần áo biến thành như vậy nhăng vỗ nhẹ trên quần áo nhăn điệp, cố ý cảm giác giống như trăm ngàn căn tiểu sâu ở trên người nàng đi qua, nàng giống như thế nào đều ngượng ngùng dường như, cả trái tim tư đều không biết phóng đi đâu vậy. Ai a, à, đừng sờ loạn thôi. Quái ngượng ngùng. Ninh nhất, ngươi có hoàng không hoàng. An Hòa Duyệt cũng không tưởng lại cùng hắn trang đi xuống, hắn thẳng đến chủ đề nói. Ta mỗi ngày đều có nhiều chuyện như vậy làm, ta làm sao mà biết ngươi chỉ là cái gì? dùng tối bình thản ngữ khí nói ra, còn giống như thật sự là không có quan hệ gì với hắn. Chính ngươi làm cái gì còn không rõ ràng sao? Ngươi thế nào có thể đối với ngươi tứ đệ đau hạ sát thủ? Ninh Nhất Lan tứ đệ danh gọi Ninh Tịch là ma tộc nổi danh tứ hoàng tử, lại nổi danh vô tài vật. Ngươi xác định, hắn là tứ đệ sao? Ninh Nhất Lan hơi hơi ngẩng đầu, thẳng tắp khóa đôi mắt hắn, mang theo một tia hiệp bức hỏi. An Hòa Duyệt bay nhanh nói tiếp. Bệnh thần kinh, ta con trai của tự mình ta đều không rõ ràng, hiện tại đặt ở ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, nếu không dùng ngươi một thân tu vi đi chữa trị hắn thân thể cùng nguyên thần, nếu không ngươi liền cút cho ta đi biên cương đóng ở, có xa lắm không lăn rất xa, vĩnh viễn không muốn trở về, ma thành, không chấp nhận được ngươi loại này tâm địa ác độc nhân. Đợi hắn nói xong sau, Ninh Nhất Lan Phương nói. Hắn loại này phế vật, đáng giá ta đi cứu sao đây là hắn tự tìm không biết tự lượng sức mình nhân luôn nghĩ đến nhiều lắm làm được rất ít, bất quá nếu hắn sau lưng không có người trong lời nói hoặc là hắn còn sống được hảo hảo thiển thiển nhấp một miệng trà đầu ngón tay kinh động một cái ghế không tiếng động dừng ở an hòa duyệt phía sau tiếp hắn chỉ cảm thấy trên gối đau xót, cả người liền rơi xuống ở ghế toàn bộ động tác cũng bất quá phát sinh ở trong nháy mắt gian một đứa con mà thôi không có sẽ không có, có thể tái sinh, không phải sao? Hắn thuận miệng hỏi. Ninh Nhất Lan ánh mắt giống cái không đáy hát động dường như, dẫn nhân trầm luân, An Hòa Duyệt đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nhưng là rất nhanh, hắn lại theo trong trí nhớ lấy ra, dục mở miệng nói chuyện, mới phát hiện ở chút bất tri bất giác, Ninh Nhất Lan đã che hắn cổ họng. Thân mình hơi hơi tiền khuynh, đem vừa mới uống thừa kia bán chén nước trà té trên mặt đất, tiếp đem cái cốc ném tới một bên, thượng lập tức hơn rất nhiều mảnh nhỏ. Dây lát, hắn nói. Ta nói rồi, ai cũng không thể chen chân ta trong tay quân đội, ta nhân, ta gì đó, ai cũng không thể động, động giả, chỉ có tử kết cục này. Đột nhiên, hắn suy cười một tiếng, hơi trào phúng nói. Ngươi cho là ngươi lợi dụng ninh lỗi thuật dịch dung, đem ta trong quân trọng yếu nhân viên đổi thành ninh tịch tâm phúc, ta sẽ phát hiện không xong sao. Ngươi có biết, ta đã cho hắn cơ hội, là chính hắn không biết hối cải hiện tại bất quá là nguyên thần tẩn tán nội đang bị lấy ra thân thể bị thái nhỏ mà thôi có cái gì đáng giá khởi binh vấn tội thân thủ khoác lên an hòa duyệt trên vai hắn nói phụ hoàng nhận rõ một chút chính mình đầu óc thực lực làm người quan trọng nhất có tự mình hiểu lấy xem an hòa duyệt nghẹn hồng mặt hắn tiếp tục nói đúng rồi ta ở trong này ngốc buồn ngươi không phải muốn nhất ta đi thần ma hai giới lý đóng ở sao? Yên tâm, ta ngày mai liền xuất phát, đương nhiên, ta trong tay binh, ngươi một cái cũng đừng tưởng chạm vào. Đứng lên, Ninh Nhất Lan sân vắng lửng thưởng dường như đi ra ngoài, lưu lại một câu. Trên bàn còn có bán ấm trà, mời ngươi uống lên, coi như làm là ta đưa cho ngươi thứ hai phân lễ đi. Đầu ngón tay vung lên, rõ ràng an hòa duyệt cổ họng. Vì thế, sở hữu người trong phủ đều nghe được luôn luôn lấy tôn quý tự xưng ma hoàng, lớn tiếng nói câu thô tục. Ly khai thư phòng ninh nhất lan, chọn chỗ mái cong, cùng nhận lời cùng ngồi. Chủ tử, chúng ta thật sự phải đi sao? Đồng ý cao mày, một mặt lo lắng hỏi. Ninh nhất lan xem bị bắt nhăn quần áo, trong lòng không quá sảng khoái, hắn một lần lại một lần thân thủ tưởng bắt nó vuốt lên. Cố ý, tuy rằng nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng là trên người truyền đến xúc cảm phi thường mãnh liệt, mãnh liệt nhường nàng vô pháp bỏ qua. Này xú gia hỏa, đến cùng sờ đủ không có. Đừng tưởng rằng nàng không nói, sẽ chờ vua mặt nhận được không. Đừng nói nữa, ta sớm chuẩn bị xong. Đồng ý nhún vai, bất đắc dĩ nói. Khi thuộc hạ lại đi chuẩn bị một chút đi. Ân, hảo. Đột nhiên, Ninh Nhất Lan lại đem hắn kêu ngừng, hỏi. Ngươi nói này quần áo vì sao thế nào làm đều có nhăn điệp. Đồng ý theo ánh mắt của hắn, cười nói. Này đơn giản, trước bắt nó tẩy sạch sẽ, lại nóng nhất nóng, thì tốt rồi. Tiếp, hắn lại tiếp tục nói. Nếu không chủ tử đổi nhất kiện tân, ta đã nghĩ mặt này một bộ đi. Biết ninh nhất lan cuộc tỳ khí, đồng ý còn nói. Khi nếu không chủ tử trước cởi ra, thuộc hạ cầm tẩy sạch sẽ, bắt nó nóng hảo lại đưa trở về. Ninh Nhất Lan suy xét một cái chớp mắt, nói. Không, ta tưởng chính mình tự tay tẩy. Tác giả có chuyện muốn nói. A a a a, vì sao không đưa người ta nhắn lại ngôn quy a à quy? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Khống chế này thân thể Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 10 khống chế này thân thể mười tâm huyết dân trào này từ ở ninh nhất lang trên người có thể nói là tốt nhất hiện ra nếu không phải trên người bị rót một gáo nước thủy nàng thật đúng không tin ninh nhất lang người này cư nhiên là nói thật hắn thật sự ở tự tay giặt quần áo không kỳ thật việc này trên nguyên tắc là không vấn đề gì vấn đề xuất từ ở hắn tẩy trong đó nhất kiện quần áo là nàng a một sự kiện ở bắt đầu phía trước để cho nhân cảm thấy dày vò đối đãi ngươi bắt đầu động thủ sự tình, ngược lại sẽ phát hiện không có gì đáng giá sợ hãi. Cố ý tỏ vẻ. Ai vậy ăn chống đỡ nghĩ ra được? Nàng vừa mới xem ninh nhất lan tẩy áo khoác khi, một viên trái tim nhỏ theo hắn động tác, phù 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 khiêu cái không ngừng. Giống như ở xếp hàng chờ lan trì sử tử dường như. Làm hắn đêm khởi chính mình khi, nàng chỉnh kiện áo lót cũng không tốt. Kích động gian, nàng tự hồ nhìn đến một ít không thể nhìn gì đó phản phất phỏng ánh mắt nàng dường như ngươi tẩy liền tẩy ngươi có thể hay không mặc xong quần áo lại tẩy quần cũng xong a à. ngươi như vậy ta rất khó làm nhìn có lỗi với ngươi không xem trong lời nói có lỗi với tự mình ánh mắt không biết hướng thế nào phiêu hảo cảm giác hướng nơi nào xem đều có điểm không ổn bất quá mỹ nam ở phía trước không xem trong lời nói không làm thất vọng trên trời ban cho nàng này ánh mắt sao. Hai người trạch thứ nhất, phụ ta không bằng phụ ngươi. Thiểu mị mị mở một đạo, chậm rãi hướng lên trên phiêu đi, rầm. Nhất đại biểu thủy đương đầu kêu hạ. Nhân tiện đem nàng sợ tới mức trung lên, làm chuyện xấu nhân, một chút gió thổi cỏ lay đều chịu không nổi, huống chi là này đột nhiên tới thủy. Thiên vô cùng nhân ý. Không có việc gì, nho nhỏ khổ sở tương đương khích lệ nhường ta mạc can nước mắt một lần nữa xuất phát nhưng là tiếp theo thuấn sắc mặt của nàng liền thay đổi Ninh duỗi ra ra hắn ma trảo hướng trên người nàng đánh tới nhất phương xem ra bất quá là bình thường hành vi nhưng ở một khác phương xem ra còn lại là thiên đại chuyện tuy rằng bình thường đều là cùng hắn bên người tướng tùy nhưng là thế nào cũng so ra kém hiện tại tới đánh sâu vào nàng muốn nói là nàng thật sự túng. Ninh Nhất Lan lòng bàn tay tướng dáng kinh toàn, trước làm ra một tay bọc biển, sau đó đâu vào đấy hướng nàng lao đi. Tầm mắt nháy mắt bị trắng đi, chỉ có trên người xúc cảm thuyết minh kế tiếp phát sinh hết thảy. Rất nhanh, không mong muốn nhất làm cho người ta nhìn đến hình ảnh phát sinh. Hắn dùng sức nhu A xoa xoa A nhu một cổ không biết tên nhiệt khí theo trên người dân lên, tứ phương bác phương đem nàng bao phủ kín không kẻ hở, nàng cảm thấy mặt mình hồng lấy máu vô pháp đi ngăn cản, nàng chỉ có thể bức chính mình đi xem nhẹ. Nhắm mắt lại, nỗ lực nhường chính mình chỗ suy xét trạng thái. Hôm nay thời tiết thật tốt. Hôm nay ta phát tài sao? Hôm nay ta lại đẹp mắt sao? Hôm nay Ninh Nhất Lan đang sờ ta, nương, cái gì ngoạn ý? Tưởng đều là cái gì quỷ này nọ? Thân mình đột nhiên nhất thẩm, nguyên lai like là Ninh Nhất Lan đem nàng ấn ở trong nước, bình thường nàng khẳng định hội kháng nghị một phen, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy vừa khéo, nhưng nàng trốn tránh một chút. Nhưng là có đôi khi, ngươi càng là muốn trốn tránh một sự kiện, nó ngược lại tới càng rõ ràng. Ra này hiểu được, cố ý thật đúng muốn tạ tạ Ninh Nhất Lan. Nàng không thể không ca ngợi một chút Ninh Nhất Lan yêu sạch sẽ cùng làm việc nghiêm cẩn trình độ, bởi vì trên người nàng mỗi phân mỗi tất, hắn đều tẩy sạch sẽ, còn phải cẩn thận nhu thượng vài lần. Có loại bị ăn sạch sành xanh lỗi thấy, ân, khả năng không phải ảo giác khóc không ra nước mắt đến cuối cùng cố ý chỉ còn lại có sinh không thể luyến bốn chữ to tốt lắm nghe vậy cố ý chỉnh kiện áo lót đều tinh thần cảm tạ thương thiên cảm tạ nấm nấm chi thần trận này khổ hình rốt cục kết thúc còn nhỏ nước cố ý bị hắn một phen theo bàn lý lao khởi hắn hai tay nhanh nắm chặt nàng đang muốn động lực cuốn éo khi đột nhiên lại đem tay buông ra nhậm nó, phách, một tiếng điệu hồi bàn lý. Vẫn là không xong. Tiếp, cố ý tính cả vừa mới kia vài món quần áo giống nhau, tự bàn lý bị ninh nhất lan nội lực nâng lên, treo ở giữa không trung bên trong, nàng chỉ cảm thấy quanh thân dòng khí khẽ nhúc nhích, đột nhiên một cổ dòng nước ấm làm như tìm được đột phá khẩu dường như, mạnh mẽ tiến vào nàng trong cơ thể, dọc theo trên người nàng nhìn không thấy gân mạch chạy. Thực ấm thực thoải mái cố ý cảm giác được cho tới nay chỉ còn lại có vài tia như có như không chân khí đang điền, đột nhiên tràn ngập ấm áp, cả người nhất tẩy phía trước cái loại này hồn hồn cảm giác, trở nên tinh thần vô cùng. Nhưng là làm nàng càng muốn bắt được loại cảm giác này khi, Ninh Nhất Lan nhanh chóng thu hồi sở hữu nội lực. Bởi vì, nàng can. Nóng tốt lắm. Ăn mặc. Bay nhanh đem cố ý bộ thượng, đem khác quần áo tạm thời lượng ở một bên, Ninh Nhất Lan thoải mái thở dài một tiếng. Không uổng công hắn làm lâu như vậy. Vỗ về trên người còn phím ấm áp quần áo, hắn khó được vừa lòng nở nụ cười. Mà bị vỗ về cố ý, còn lại là vẻ mặt mướt đắng can bộ dáng. ngẩng đầu nhìn nhìn trời sắc, thời gian qua thật nhanh, đều không làm gì dường như, lại một ngày. Bất quá, hắn nghĩ có thể rời đi nơi này, tâm tình lại hảo lên. Ma trong thành dù cho, cũng nhường hắn có loại phóng không ra trói buộc cảm hồi tới nơi này đã là hắn làm ra lớn nhất nhân nhượng đã ở trong này ngốc không thoải mái làm gì nên vì nan chính mình vẫn là trở về đi xoay người nằm ở trên giường kéo qua một bên chăn đem chính mình cái nghiêm nghiêm thực thực không mang theo một tia hở mất ngủ nhân tổng là vì có phiền não nghĩ đến nhiều đầu óc cũng không mang nghỉ ngơi không biết vì sao tối nay tâm tình của hắn không hiểu hảo thật lâu thật lâu không có thử qua cao hứng như vậy khóe miệng khẽ nhếch quanh thân đều lui ở chăn dưới đây là hắn thích nhất tư thế ngủ bên kia sương dần dần bình tĩnh trở lại cố ý vẫn là đối vừa mới kia cổ ấm áp nhớ mãi không quên nàng biết đó là nội lực nhanh chóng gia tăng cảm giác trước kia làm nàng vẫn là một viên tiểu nấm khi khác nấm nấm giáo nàng tu luyện khi mỗi đột phá một cái bình cảnh kỳ trong đan điền đều sẽ nổi lên một cổ hơi hơi ấm áp. Nhưng là chưa từng có một lần, có thể cùng lần này cùng so sánh. Quả nhiên ôm đối đùi, có thể đi giảm rất nhiều chặng đường oan uổng, hắn này tùy tay nhất làm, đủ để để thượng nàng thượng trăm năm nỗ lực. Trên trời, quả nhiên không có công bằng đáng nói. Cùng ninh nhất lan bên người đãi lâu, hắn một ít động tác nhỏ, thói quen nhỏ, nàng cũng hiểu biết một điểm, khẳng định hắn ngủ thẩm sau tập trung ý niệm nàng thử vận dụng trong đan điền kia cổ thuộc loại ninh nhất lan chân khí một chút đem hướng tứ chi chảy tới sử chi tướng dung triệt để hấp thu rất chậm rất chậm hoạt động một lúc lâu sau ta giống như thật sự đem hắn còn sót lại chân khí hóa thành mình dùng này kết luận kinh luôn mãi xác nhận sau có thể nói là xác thực vô cùng cố ý tỏ vẻ thật đúng là hỷ đại chạy như điên trừ bỏ chính nàng tu luyện ở ngoài Bây giờ còn cho nàng cung cấp một cái lực lượng nơi phát ra. Hơn nữa này so với chính nàng tu luyện muốn lợi hại không phải nhất đinh nửa điểm nhi a. Ai a, Ninh Nhất Lan thật đúng là cái kẻ dở hơi a. Cố ý, tự hồ ngươi thật cao hứng. Trong đầu trồi lên lời này. Cái kia phá thụ yêu thanh âm. Nhạc A nhạc A trung cố ý, đang nghe đến hắn thanh âm, lập tức đem chính mình sở hữu cảm xúc thu liễm đứng lên. Mắt mới gì đến ngươi? chật 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 xem này nói chuyện ngữ khí sẽ không có thể theo ta hảo hảo nói chuyện sao nhớ tới này thụ tinh đem chính mình biến thành như vậy tình thế cố ý thật đúng không có gì tâm tình đến quan tâm hắn ánh mắt vừa lật xác định vững chắc tâm địa trang nghe không thấy chẳng qua kia thụ tinh thanh âm là ở trong đầu vang lên làm cho người ta tưởng xem nhẹ cũng khó ai a à, ta nhưng là ngươi đại ân nhân ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy ngượng ngùng không có nghe đến. Ngươi ngẫm lại, nếu không phải ta, ngươi có thể có như thế phi phàm trải qua sao? Vẫn là không nghe thấy. Ngươi biết không? Cùng hắn đãi một ngày còn hơn ngươi mười năm tu hành. Hắn lời này, cố ý quả thật là vô pháp phản bác. Đặc biệt nay trời như vậy nhất náo, quả thực là sở không có sản khoái, nếu không phải bị nhốt tại đây cái phá ở trong thân thể, nàng thật đúng tưởng tại đây phòng trong hảo hảo ép buộc một chút chính mình ngươi có thể thử xem thử xem hắn vừa nói cái gì bên tai truyền đến một trận tiếng cười cố ý nhịn không được hỏi ngươi nói cái gì ta nói cho ngươi thử xem đợi chút hắn làm sao có thể biết chính mình đang nghĩ cái gì cố ý ngươi người nọ là không phải có bệnh a à, ta có thể biết ngươi đang nghĩ cái gì này không phải thực bình thường sao giây lát hắn tạm dừng một chút phương nói ngươi không sẽ không biết chân chính trọng điểm ở đâu đi. Một cái lớn mật ý tưởng ở cố ý trong đầu mạnh xuất hiện, chẳng lẽ nói, nàng có thể khống chế khối này, thân thể. Tác giả có chuyện muốn nói. Nhân đâu? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.